Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 178. Cũng khó trách Thiên Diện Nhân Vương tức giận như thế, Tiêu Phàm vừa rồi ngăn hắn một lần thì cũng thôi đi. Tô Họa chấp niệm, dù sao đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, trả lại Tiêu Phàm bọn họ, nếu là có thể lấy được cửu U Linh Thân mà nói, cái kia cũng đáng sự tình. Nhưng hiện tại, hắn nên làm đã làm, cửu U Linh Thân lại rơi ở trên tay người khác. Cái này thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm lúc này lại nhảy ra muốn ngăn cản hắn, Thiên Diện Nhân Vương không giận mới là lạ chứ. Cái gì lại là ta? Ta chẳng lẽ ngăn cản ngươi chiếm lấy cửu U Linh Thân sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Hắn xác thực không có ngăn cản Thiên Diện Nhân Vương chiếm lấy cửu U Linh Thân A, chỉ là ngăn cản Thiên Diện Nhân Vương giết Băng Thiền Cung Chủ mà thôi. Nhưng lời này nghe vào Thiên Diện Nhân Vương trong tai, lại là cực kỳ chói tai, cho rằng Tiêu Phàm đang giễu cợt hắn. Các ngươi đều phải chết, Thiên Diện Nhân Vương triệt để tức giận rồi, tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa thành sát ý. Hắn dĩ nhiên muốn giết Tiêu Phàm, nhưng hắn cái thứ nhất không buông tha lại là Băng Thiền Cung Chủ, nếu như không phải Băng Thiền Cung Chủ, cái này cửu U Linh Thân liền là của hắn rồi. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn như ý? Thao túng phân thân thái cổ một quyền nổ tung mà ra, đồng thời thi triển tu la đại thế giới, chấn động Thiên Diện Nhân Vương liên tiếp lui về phía sau. Thiên Diện Nhân Vương nơi nào sẽ là Tiêu Phàm đối thủ, phải biết, Tiêu Phàm trước đó khống chế thái cổ phân thân, thế nhưng là Liền Minh Tuyệt cũng không là đối thủ a. Bất quá, cho dù không phải là đối thủ, Thiên Diện Nhân Vương vẫn như cũ không cam lòng, hắn không ngừng thử nghiệm cơ hội. Lưu cho hắn chỉ có 3 hơi thời gian. Một khi thời gian 3 cái hô hấp đi qua, Băng Thiền Công Chúa liền sẽ triệt để cùng cửu U Linh Thân hòa làm một thể, đến lúc đó nàng cùng Tiêu Phàm liên thủ, hắn liền chỉ có con đường trốn. Tuy ông đứng ở cách đó không xa, thủ hộ lấy Lô Chiến cùng Tô Họa, bất quá hắn lại cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Theo lý thuyết, không nên là Băng Thiền Công Chúa mới đúng, Băng Thiền Công Chúa vừa mới đột phá thánh tôn cảnh. Tuy ông nhỏ giọng thì thầm. Ha ha. Thiên Diện Nhân Vương, không nghĩ tới sẽ còn thua ở một tên tiểu tử trên tay a, đáng đời ngươi. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Thiên Uyên Quỷ Chủ, không, chuẩn xác mà nói là Sở Lăng Tiêu liều lĩnh tiếng cười to. Chỉ thấy hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Thiên Diện Nhân Vương nói, lão già, bản quỷ chủ liền không chơi với ngươi, hy vọng ngươi có thể sống rời đi cửu U địa ngục. Sở Lăng Tiêu vốn liền cùng Thiên Diện Nhân Vương có thù, nhìn thấy Thiên Diện Nhân Vương ăn quả đắng. Tự nhiên là thoải mái không thôi. Nói xong, Sở Lăng Tiêu một quyền đánh nát hư không, muốn rời khỏi giới này. Oanh, hư không kịch liệt chấn động một cái, để Sở Lăng Tiêu mắt trợn tròn chính là, vùng hư không này vậy mà bền bỉ dị thường, dù cho có được thân thể hắn, cũng không phá nổi mảy may. Sở Lăng Tiêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, không có khả năng. Không phải nói thánh tôn cảnh nhục thân có thể phá mở không gian bích lũy sao? Lịch đại tiến vào cửu U Ma Cốc thánh tôn cảnh cường giả, tại đoạt lấy cửu U Linh Thân về sau, cũng là như vậy rời đi a. Làm sao một lần này không được đây? Long Vũ cùng Băng Thiền Cung Chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là Túy Ông cùng Thần Phong Minh Vương lại là thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa như bọn họ đã sớm đoán được một dạng. Thiên Diện Nhân Vương thấy thế, cũng đình chỉ cùng Tiêu Phàm chiến đấu, thậm chí, nơi xa còn sống mấy cái thánh tôn cảnh, cùng những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh, tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên mãnh liệt rung rung, một cỗ ngập trời khí thế hung ác từ ngũ thải tế đàn vị trí gào thét mà ra, quét sạch toàn trường. Đồng thời, đám người chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên, dày đặc khí lạnh. Ken két mấy tức về sau, ngũ thải tế đàn phía trên truyền đến một trận nứt ra thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy vô số khe hở, lít nha lít nhít hiện đầy ngũ thải tế đàn. Mà Tiêu Phàm lại là thấy được càng nhiều, chỉ thấy ngũ thải tế đàn bên trên, răng đầy vô số thật nhỏ đường vân. Dù cho lấy hắn thần văn tạo nghệ, vậy mà cũng trong lúc nhất thời nhìn không ra trận kia văn là cái gì. Phong ấn chi lực, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn bén nhạy cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Thần bí như vậy phong ấn lực lượng, liền hắn đều nhìn không thấu, có thể nghĩ cái này phong ấn chi lực huyền ảo, cái này ngũ thải tế đàn,
tuyệt đối là một cái cực kỳ ảo diệu phong ấn trận pháp. Mà cái này dạng phong ấn trận pháp, thường thường là dùng để phong ấn một chút đại ma đầu. Lui, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới chỉ có cái chữ này, hắn cũng không kiềm hãm được kêu lên. Theo hắn một chữ này rơi xuống, bốn phía tu sĩ tất cả đều hướng về chung quanh thối lui, nhưng mà, chung quanh đạo quang mạc kia lại là chặn lại đường lui của bọn hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngũ thải tế đàn thế nhưng là ngưng tụ cửu u linh thân căn bản, bây giờ bể nát, vậy sau này chẳng phải là không bao giờ còn có khả năng rời đi cửu u địa ngục. Đây là đoạn tuyệt chúng ta hy vọng sao? Rất nhiều người bi phẫn không thôi, ngũ thải tế đàn phá toái, về sau muốn rời khỏi cửu u địa ngục, sợ là không thể nào. Thiên diện nhân vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm cùng băng thiền cung chủ, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Nếu như không phải hai người này, bây giờ được thân thể có thể chính là hắn. Tiêu Phàm cũng không quan tâm thiên diện nhân vương ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngũ thải tế đàn, từ cái kia trong cái khe tiêu tán ra một loại cực kỳ bá đạo ma khí. Chẳng biết tại sao, cảm nhận được cỗ khí thức này, nhưng hắn không kiềm hãm được nhớ tới lúc trước hỗn độn nguyên thú. Chẳng lẽ cái này ngũ thải tế đàn phía dưới, Trấn Phong cũng là một đầu thần thú? Chỉ bất quá, từ cái này khí thức để phán đoán, nơi đây trấn áp thần thú, sợ là so hỗn độn nguyên thú lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, hỗn độn nguyên thú bị trấn áp về sau, càng là cưỡng ép rút lấy tất cả lực lượng, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận, kinh lịch 100 vạn năm còn có được thánh đế cảnh đỉnh phong thực lực. Mà ở trong đó trấn áp thần thú, sợ là muốn vượt qua thánh đế cảnh, chí ít cũng là thánh tôn cảnh. Hy vọng không phải ta muốn như vậy, Tiêu Phàm âm thầm thầm thì. Những người khác cũng tất cả đều nín thở ngưng thần hướng về ngũ thải tế đàn, không ít người điên cuồng công kích chung quanh màn sáng, có thể màn sáng kia lại kiên định lạ thường, căn bản liền không phá nổi. Đám người biết rõ, bọn họ muốn dạng này thoát đi, căn bản là chuyện không thể nào. Theo thời gian trôi qua, cỗ kia hung uy càng ngày càng mạnh, dù cho cách xa nhau hơn vạn dặm, bán bộ thánh tôn cảnh cường giả đều cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Chính là cỗ khí tức này, rất nguy hiểm, Tiêu Phàm bên cạnh Long Vũ vẻ mặt sợ hãi nói. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ trước đó túy ông cảm nhận được, cũng là cỗ khí tức này. Oanh Long, không đợi Tiêu Phàm hỏi thăm, cái kia ngũ thải tế đàn lại cũng không chịu nổi cỗ lực lượng kia, đột nhiên bạo tán mà ra. Một cỗ ngập trời ma khí phóng lên tận trời, tại hư không ngưng tụ thành một đạo to lớn thân ảnh. Xa xa nhìn tới, đó là một đầu cao mấy chục trượng cự thú, so như sư tử, hắn ngồi ngay ngắn ở hư không, trong miệng phun ma vụ, trống rỗng hai mắt, giống như hai cái lỗ đen, thâm thúy hết sức. Miệng nôn răng nanh, dư tợn dị thường, quan sát bốn phía, một ánh mắt, liền dọa đến bán bộ thánh tôn cảnh thẳng không đứng dậy tử. Cửu U Ma Toan, Tiêu Phàm nhìn thấy đầu này hung vật, không kiềm hãm được gọi ra tên của nó. Tiêu Phàm ở Tu La truyền thừa bên trong gặp qua không ít thần thú đứng hàng trên bảng thần thú, trong đó có trong miệng hắn nói tới Cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan, thần thú bảng xếp hạng xếp thứ 8. Truyền văn, hắn giết không chết, diệt không dứt, lại có một loại cực kỳ quỷ dị năng lực, về phần cụ thể là năng lực gì, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng lắm. Thượng cổ về sau, Cửu U Ma Toan liền biến mất ở thiên hạ, lại cũng không có người thấy qua. Có người từng nói, bậc này phách tuyệt thiên hạ hung vật, một khi xuất thế, liền sẽ tàn sát thiên hạ, biến mất trên trăm vạn năm, ngược lại là chuyện tốt. Tiêu Phàm cũng biết qua Cửu U Ma Toan một chút tập tính, truyền văn, Cửu U Ma Toan thích nhất thôn phệ mặt khác sinh linh linh hồn, hơn nữa hắn chuyên môn lấy thôn phệ linh hồn tới tu luyện. Cái này hoặc giả cũng là người người đều sợ hãi Cửu U Ma Toan nguyên nhân. Tiêu Phàm trước tiên liên tưởng đến Cửu U Ma Toan cái tên này, cũng là thần sắc hết sức ngưng trọng. Nhất là gia hỏa này trên người tán phát khí tức, tuyệt đối so với xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao hỗn độn nguyên thú lực lượng bị vô hạn rút ra, chỉ còn lại có thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cái này Cửu U Ma Toan, tuyệt đối không phải phổ thông thánh tôn cảnh, chí ít cũng đạt tới nguyên tôn cảnh giới. Nơi này người, mạnh nhất cũng chính là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, khoảng cách nguyên tôn cũng không phải bình thường xa xôi. Nguy rồi, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Cửu U Ma Toan hư ảnh.
Cửu U Ma Toàn hư ảnh xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết, ngũ thải tế đàn phía dưới chân áp, tuyệt đối chính là cửu U Ma Toàn không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết cửu U Ma Toàn thực lực cụ thể làm sao, nếu là thật bước vào nguyên tôn cảnh giới, vậy bọn hắn tất cả đều phải chết đường một đầu. Thì ra là thế, truyền văn cửu U Ma Toàn có được trở lại như cũ thần thông, những cái này cửu U linh thân tất nhiên cũng là cửu U Ma Toàn lực lượng ngưng tụ mà thành. Lô Chiến hướng về xa xa cái bóng mờ kia, hít sâu một cái nói. Hắn không sợ trời không sợ đất, có thể cảm nhận được cửu U Ma Toàn khí tức trên thân, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Khi hắn nhìn thấy trong ngực Tô Họa linh hồn chi thể trôi nổi không biết lúc, trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như cửu U Ma Toàn hủy Tô Họa linh hồn chi thể, Lô Chiến tuyệt đối dám tìm cửu U Ma Toàn liều mạng. Lão sư, ta nhớ được Từ Vân Linh lão nhân chết rồi, người vẫn vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được loại tình huống này? Tiêu Phàm nhìn về phía một bên vẻ mặt nghiêm túc Túy Ông nói. Túy Ông cũng không quay đầu lại nhìn xem không chung, nói, sự tình so với ta tưởng tượng phải làm phiền rất nhiều. Vân Linh lão nhân không chết, Tiêu Phàm hỏi dò, thông qua luôn cảm giác Túy Ông biết rõ một ít gì. Túy Ông gật gật đầu, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Nói, ngươi làm thế nào biết? Vân Linh lão nhân bảo là muốn giết Thiên, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền ở cố ý thăm dò đối phương thực lực, căn bản không có toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm nói đơn giản ra phỏng đoán của mình, nói, nếu như là ta khẳng định vừa bắt đầu liền sẽ liều mạng. Chỉ những thứ này, Túy Ông hơi hơi ngoài ý muốn nói. Còn có một số, tỉ như, hắn vì sao muốn giết Thiên lại có chỗ tốt gì, chí ít ta không nhìn thấy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói chủ yếu nhất là, ta không có tận mắt thấy Vân Linh lão nhân bỏ mình. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên lại bổ sung một câu, có lẽ, Vân Linh lão nhân lại dùng cái chết của mình, cố ý giấu giếm một những thứ gì, hoặc có lẽ là nhường hắn bản thân rời khỏi trong cục, sau đó lấy được một vài thứ. Ba lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, theo tiếng vỗ tay nơi phát ra nhìn tới. Lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vân Linh lão nhân, những người khác cũng liếc mắt một cái liền nhận ra hắc bào lão giả, còn người hơi hơi co rụt lại. Bọn họ đều cho rằng Vân Linh lão nhân chết a, hiện tại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Tiểu Hữu quả nhiên là một diệu nhân. Vân Linh lão nhân hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, nói, không biết, người còn có thể hay không nói ra nhiều thứ hơn. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Vân Linh lão nhân, hắn luôn cảm giác trước mắt Vân Linh lão nhân có một số khác biệt, trầm giọng nói, người bây giờ, cho ta một loại rất tà ác khí tức, nếu như quả thực là để cho ta đoán, vậy nghĩ đến thứ người muốn đã được đến rồi a hát. Vì sao, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể đoán được sao? Vân Linh lão nhân cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm híp hai mắt. Nói, bất quá chủ yếu nhất là, tế đàn này đột nhiên phá toái chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì từ trên người ngươi, ta cảm nhận được cửu U Ma Toàn khí tức. Mặt khác, Vân Linh lão nhân thực lực mặc dù không tệ, có thể lại làm sao cũng chỉ là thượng phẩm thánh tôn mà thôi, lại ở đâu ra thánh tôn pháp chỉ đây? Đây chính là pháp tôn mới có thể thứ nắm giữ. Trước đó ngươi hiển lộ những vật kia, chẳng qua là nhằm vào cửu U địa ngục tu sĩ một trận âm mưu mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên dừng một chút, chỉ chốc lát sau, lúc này mới gần từng chữ một, không biết là tiếp tục xưng ngươi là Vân Linh lão nhân, vẫn là gọi ngươi cửu U Ma Toàn đây. Tiêu Phàm lời nói có thể nói ngữ không kinh chết người không thôi, những người khác nghe nói như thế, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Linh lão nhân. Vân Linh lão nhân là cửu U Ma Toàn, đám người âm thầm lắc đầu, hai cái này căn bản liền không liên lạc được cùng một chỗ. Lại thế nào là cùng một cái đây? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi có chỗ khác biệt. Lúc này, Vân Linh lão nhân đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới ngươi thật vẫn để cho ta thật bất ngờ, bằng vào những tin tức này, liền có thể đoán được ta thân phận. Ta còn thực sự không nỡ giết ngươi a. Yên tâm, ngươi chưa chắc có thể giết chết được ta. Tiêu Phàm không lấy vì nói. A, Vân Linh lão nhân híp hai mắt. Ngươi đều không thể phá phong. Bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, chúng ta nơi này chính là có nhiều người như vậy.
Tiêu Phàm quét mọi người chung quanh một cái, nhún nhún vai nói. Đám người vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, người nhà nhưng chớ đem chúng ta kéo xuống nước. Chẳng lẽ ngươi không biết, phía trước Vân Linh lão nhân đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là nhảy lên tới pháp tôn cảnh giới A. Bọn họ những người này mặc dù không ít, thánh tôn cảnh có chừng mười mấy, bán bộ thánh tôn cảnh không sai biệt lắm 60-70 cái, có thể Vân Linh lão nhân muốn giết bọn họ, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Huống chi, Vân Linh lão nhân vẫn là cửu u ma toan, muốn giết bọn họ, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức sự tình. Vân Linh lão nhân híp híp hai mắt, lúc trước hắn cảm thấy Tiêu Phàm có chút ý tứ, nhưng bây giờ lại phát hiện, tiểu tử này có chút làm người ta ghét. Không sai, hắn giết không chết bọn ta. Lúc này, Túy ông cũng đột nhiên mở miệng, ngươi cho rằng phong cấm mảnh không gian này, liền có thể trốn qua cửu u địa ngục quy tắc bắt sao. Gia Cát Thanh Huyền, thiên số chiếu cố người. Vân Linh lão nhân ánh mắt hiện ra hàn quang, trên người trán phóng sát khí như có như không. Ngươi rất sớm đã có thể đột phá thánh tôn cảnh, vì để cho ta xem nhẹ ngươi tồn tại, ẩn nhẫn đến mấy tháng trước mới đột phá, ngươi cho rằng hữu dụng sao? Ta một người tự nhiên không cách nào là đối thủ của ngươi, có thể chúng ta bây giờ có 5 người. Túy ông không hề sợ hãi, tiến lên một bước nói. Nghe nói như thế, Vân Linh lão nhân cười, hắn ở Túy ông cùng Long Vũ trên người bọn họ từng cái đảo qua, nhếch miệng cười nói thật sự có 5 người sao? Ý tứ gì? Túy ông nheo mắt, ánh mắt ở thần phong minh vương bọn người trên thân liếc nhìn lên, cuối cùng lại là rơi vào băng thiền cung chủ phía trên. Băng thiền cung chủ không biết vì sao, những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Gia Cát Thanh Huyền, mặc dù ta không biết rõ ngươi là làm sao đoán được ta thân phận, nhưng là, ngươi theo ta tính toán, lại là non một chút. Vân Linh lão nhân cười lạnh nói. Túy ông sắc mặt khó coi. Còn người ở mặt khác bốn cái lấy được cửu u linh thân nhân thân bên trên quét mắt, nói, rốt cuộc là ai? Lão sư, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm bị Túy ông thần sắc làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Hay là ta tới nói a? Vân Linh lão nhân vẻ mặt đắc ý dáng vẻ, nói, sự tình đây, còn phải từ cửu u ma cốc nói lên, năm đó cửu u ma chủ vì trấn áp ta, bố trí cái này cửu u ma cốc. Có lẽ là Vân Linh lão nhân nhìn Tiêu Phàm coi như thuận mắt, vậy mà chủ động giải thích. Tiêu Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, những thứ kia, dĩ nhiên là cửu u ma chủ bố trí. Ở mấy chục trên trăm vạn năm phía trước, thời gian quá dài, dài đến cửu u ma toàn bản thân đều quên thời gian cụ thể, hắn bị trấn áp ở đây về sau, mỗi qua 10 vạn năm, ngũ thải tế đàn liền sẽ rút ra hắn lực lượng, ngưng tụ ra 5 cỗ cửu u linh thân. Nói đến đây, cửu u ma toan lộ ra vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, nếu như không phải là bị rút lấy dài như vậy tuế nguyệt lực lượng, bản tôn há lại sẽ chỉ còn lại có hiện tại tu vi cùng thực lực. Tiêu Phàm không nói, tiếp tục nghe cửu u ma toan nói tới. Cửu u ma toan cũng không biết cửu u ma chủ bố trí trận pháp này mục đích ở đâu, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản vì trấn áp hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ có 5 cái thánh tôn cảnh cường giả sinh ra, rời đi cửu u địa ngục, tiến vào thái cổ thần giới, đây cũng là ở cho thái cổ thần giới chuyển vận cao cấp lực lượng. Thế nhưng là, cửu u ma toàn tự nhiên 10 điểm không cam lòng, hắn nghĩ hết biện pháp, ngưng tụ ra một bộ linh hồn phân thân, cũng ngay tại lúc này Vân Linh lão nhân. Vân Linh lão nhân rất nhiều lần xâm nhập cửu u ma cốc, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện lấy được một bộ cửu u linh thân. Nhưng hắn một lần lại một lần từ bỏ. Bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải là rời đi cửu u địa ngục, mà là cứu ra bị trấn áp ở bên dưới phương cửu u ma toan bản tôn. Nghe đến đây, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch địa ngục chi chủ nói với hắn mà nói, Vân Linh lão nhân có mục đích không thể cho người biết cùng cực lớn dã tâm, nhưng hắn không nên tùy tiện tới gần. Trước đó Tiêu Phàm chỉ là bản năng đối Vân Linh lão nhân kính sợ tránh xa, bây giờ nghĩ lại, lựa chọn của hắn là chính xác. Tiêu Phàm không cắt đứt Vân Linh lão nhân lời nói, tiếp tục nghe hắn nói. Cho tới nay, bản tôn đều đang chờ 5 người. Vân Linh lão nhân ung dung mở miệng, ánh mắt rơi vào Túy ông cùng thần phong minh vương trên người bọn họ, lại nói, 5 cái bị thiên số chiếu cố người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi dung hợp cửu u linh thân, liền sẽ rút ra ngũ thải tế đàn phong ấn lực lượng, mới có thể để cho ta phá phong mà ra.
Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói không là 5 người? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Bởi vì nếu là 5 cái thiên số chiếu cố người đồng thời xuất hiện, cái kia phong ấn chi lực liền sẽ xuất hiện ở bọn hắn trên người, bọn họ 5 người đồng thời xuất thủ, phong ấn chi lực không kém gì tế đàn. Vân Linh lão nhân cười híp mắt nói, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Tiêu Phàm nhíu mày, nói như vậy, túy ông một mực đều biết mình là thiên số chiếu cố người, mà những người khác lại không nhất định rõ ràng. Khó trách túy ông trước đó một mực lo lắng như vậy, bởi vì hắn đã sớm biết chức trách của mình, thậm chí đã đoán được Vân Linh lão nhân thân phận, cho nên hắn mới phong ấn bản thân, để cho mình không muốn tham dự cuộc phân tranh này. Hiện tại túy ông, Thần Phong Minh Vương, Long Vũ, Băng Thiền Cung chủ cùng Sở Lăng Tiêu, bọn họ cái này trong 5 người, khẳng định có một người không có tiếp xúc đến thiên số, hoặc có lẽ là, hắn không phải thiên số chiếu cố người. Kể từ đó, người kia liền không có đạt được tế đàn phong ấn chi lực, bọn họ 5 người muốn phong ấn cửu U Ma Toan, thì càng khó. Đây cũng là Vân Linh lão nhân vừa bắt đầu tính toán, hắn tình nguyện cái kia một phần phong ấn chi lực lưu tại trong tế đàn, cũng không muốn bị người lấy được. Không đúng, nếu như chiếu ngươi như vậy ngươi không cần thiết phong cấm không gian, bọn họ nếu là có người rời đi cửu U địa ngục, coi như chiếm được phong ấn chi lực, cũng không làm gì được ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Xem ra ngươi cũng không hề tưởng tượng thông minh. Vân Linh lão nhân quan sát Tiêu Phàm, lộ ra một bộ ngoạn vị bộ dáng. Không đúng, từ lão sư lấy được cửu U linh thân về sau, mảnh không gian này liền bị phong cấm. Tiêu Phàm hoảng hốt tới. Vân Linh lão nhân không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà phản ứng nhanh như vậy, không khỏi lại xem trọng hắn một cái, nói thông minh như vậy người, nếu là chết ở chỗ này, vậy quá đáng tiếc. Tiêu Phàm bất động sinh tử, tiếp tục hỏi, vậy trước kia ngươi vì sao muốn giả chết, lấy ngươi thực lực, để người nào đến cửu U linh thân, còn không phải ngươi một câu nói ý tứ. Giả chết, Vân Linh lão nhân cực kỳ khinh thường, nói, nếu như không trọng thương giới này chi thiên, bản tôn có thể ở trong này động tay chân sao? Tiêu Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nghe Vân Linh lão nhân ý tứ, lúc trước hắn cùng giới này thiên nhất chiến không phải giả, mà là thực. Hơn nữa, hắn thật vẫn đã thương nặng cái kia khô lâu ma ảnh. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn về phía Vân Linh lão nhân ánh mắt biến rồi lại biến, lão già này, thực lực cường đại không nói, đâu còn biến thái như vậy, muốn giết hắn, sợ không phải bình thường gian nan. Ta nhớ được đã từng cũng có chạm đến thiên số tồn tại, vì sao ngươi năm đó không lợi dụng bọn họ? Tiêu Phàm lại hỏi, chuyện này hắn nghe túy ông nói qua. Cửu U địa ngục mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có người chạm đến thiên số, đột phá thánh tôn cảnh, sau đó chiếm lấy mặt khác 5 đại thế lực chi chủ. Nếu như dựa theo Vân Linh lão nhân ý tứ, hắn đã sớm có thể phá phong mà ra a. Không đúng. Là bởi vì ngươi lúc trước còn không có đầy đủ thực lực đến trọng thương giới này thiên, cho nên không cách nào ở phong ấn bên trên động tay chân, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết những người đó, hơn nữa ngươi còn làm được. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong đầu của hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nói thế nhưng là, nếu như dựa theo lời ngươi nói, những người này lấy được cửu U linh thân, liền sẽ cướp đi phong ấn lực lượng, vậy thì thật là tốt giúp ngươi phá khai phong ấn mới đúng a. Nhưng người giết bọn hắn, bởi như vậy, nếu ta đoán không lầm, mỗi một thời đại 5 cái thiên số chiếu cố người, tại đoạt đi cũ phong ấn lực lượng đồng thời, cũng sẽ ra chỉ mới phong ấn lực lượng a. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Linh lão nhân càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên, những cái này đều bị Tiêu Phàm đã đoán đúng. Đây cũng là hắn nhất định phải giết chết những người kia, cũng không thể để bọn họ 5 người đồng thời cướp đi phong ấn lực lượng nguyên nhân. Bởi vì 5 người một khi đồng thời cướp đi, bọn họ lại sẽ đồng thời ra chỉ mới phong ấn lực lượng, hắn bản tôn phá phong mà ra, lại càng buồn ngủ khó. Ngươi xác thực rất thông minh, Vân Linh lão nhân mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Ngay sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt tự tin bộ dáng, nói, đáng tiếc ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, thế hệ này 5 cái thiên số chiếu cố người, chỉ có 4 người chiếm được cửu U linh thân, phong ấn này, bản tôn rất nhanh liền có thể phá ra. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, thế hệ này 5 cái thiên số chiếu cố người, không phải bọn họ 5 người sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói. Vân Linh lão nhân lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chỉ chốc lát sau,
đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, ngươi không cần hù ta, trên người ngươi có một cỗ thiên số chi khí, ngươi mới là chạm đến thiên số người thứ năm. Nếu như Tiêu Phàm là người thứ năm, cái kia túy ông bọn họ trong năm người, khẳng định có một người không phải năm người một trong. Bất quá, Tiêu Phàm lại hết sức chắc chắn, hắn thật không phải là giới này thiên chiếu cố. Nếu như quả thực là muốn nói trên người hắn có một cỗ thiên số chi khí, vậy cũng không sai, ứng vì hắn đã từng cùng cửu U Ma chủ tiếp xúc qua, trên người hẳn là còn sót lại cửu U Ma chủ khí tức. Mà cửu U Ma chủ, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn liền là cửu U địa ngục thiên, Vân Linh lão nhân cho là như thế, vậy cũng không sai. Tạm thời không nói năm người kia sự tình, ngươi cứ như vậy chắc chắn, giới này chi thiên bị ngươi đả thương nặng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Trước đó hắn cho rằng giới này thiên chính là cửu U Ma chủ, dù sao cửu U địa ngục chính là cửu U Ma chủ sáng tạo. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Vân Linh lão nhân bọn họ trong miệng thiên, cũng không phải là một cái quất hướng xưng hô, mà là chân thật vật chất tồn tại. Tiêu Phàm nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ trừ bỏ cửu U Ma chủ bên ngoài, còn có ai có thể chúa tể cửu U địa ngục sinh linh hay sao? Hẳn không phải là địa ngục chi chủ. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, trước đó hắn tiếp xúc qua địa ngục chi chủ, cùng lúc trước thấy qua cái kia khô lâu ma ảnh hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, địa ngục chi chủ là có cảm tình, mà hắn thấy qua khô lâu ma ảnh, Tiêu Phàm không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì tình cảm, có chỉ là vô tình cùng lạnh lùng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Linh lão nhân càng ngày càng không tự tin, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm biết rõ một ít gì. Tiểu tử, người không cần hù ta, người đối với mấy cái này vừa mới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như những lời này từ Gia Cát Thanh Huyền trong miệng nói ra được, có lẽ thật vẫn hù dọa ta. Vân Linh lão nhân cực kỳ khinh thường. Tiêu Phàm không để ý đến Vân Linh lão nhân, mà là cho túy ông bọn họ năm người truyền âm nói, lão sư, lão già này đang kéo dài thời gian. Chờ chút ta ngăn chặn hắn, các ngươi cùng một chỗ giết hắn. Túy ông biểu hiện thần sắc trên mặt không động, trong lòng lại là hơi hơi kinh dị, thâm trầm con ngươi lần nữa nhìn về phía ngũ thải tế đàn. Giờ phút này, ngũ thải tế đàn hoàn toàn bị ma khí bao phủ, người bình thường mắt thường đã không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, nhưng túy ông bọn họ đều có thể nhìn thấy, ngũ thải tế đài trong khe hở, có một loại huyền diệu phong ấn lực lượng. Thần Phong Minh Vương Long Vũ cùng Băng Thiền Cung chủ ba người âm thầm gật đầu, xem như đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu. Bất quá, Sở Lăng Tiêu lại là trầm mặc không nói, đứng ở cái kia ánh mắt lấp lóe, không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Sở Lăng Tiêu thái độ, Vân Linh lão nhân, không, chuẩn xác mà nói là cửu U Ma Toan, một đạo phá phong mà ra, bọn họ những người này tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Trước kia Vân Linh lão nhân hiền lành hòa ái. Cũng chỉ là giả vờ, chỉ vì mượn nhờ những người khác lực lượng giúp hắn phá khai phong ấn. Đây cũng là Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ phản cảm hắn nguyên nhân, mà bây giờ, Vân Linh lão nhân đã không cần thiết giả bộ nữa. Hắn bị phong ấn vô số vạn năm cỗ kia lệ khí, tuyệt đối sẽ phát tiết ở tại bọn hắn những người này trên thân, đến lúc đó, chết có lẽ cũng không phải là bọn họ những người này. Thậm chí, liền cửu U địa ngục toàn bộ sinh linh đều phải hủy diệt. Tiêu Phàm không biết cửu U Ma chủ có thể hay không cảm ứng tới đây tất cả, hơn nữa hắn cũng không quen nhìn cửu U Ma chủ, thế nhưng là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem cửu U Ma toan hủy đi hắn thế giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, từng bước một hướng về Vân Linh lão nhân đi đến. Vân Linh lão nhân thấy thế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hốt hoảng, bất quá mặt ngoài lại là cười lạnh không thôi, nói tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn ta hay sao? Ngươi sợ, Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về Vân Linh lão nhân, tất cả về hắn cảm xúc hắn đều rõ ràng bắt được. Vừa rồi một sát na kia, Vân Linh lão nhân rõ ràng là khẩn trương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, lần trước giết thần thú bảng xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú, không biết lần này giết bài danh đệ bát cửu U Ma Toan là cảm giác gì? Nói xong. Tiêu Phàm thao túng thái cổ phân thân bỗng nhiên liền xông ra ngoài, khí tức kinh khủng ở trên người hắn nở rộ, vô tận chi nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, hung hăng chém tới. Muốn chết, Vân Linh lão nhân sắc mặt hung ác, nơi nào còn có phía trước hiền lành, hoàn toàn biến thành ác độc cùng âm tàn.
chỉ thấy quanh người hắn toát ra cuồn cuộn ma khí, giống như một tôn cái thế thần ma, dò ra một cái ma trưởng đánh phía Tiêu Phàm. Phốc suy một tiếng giòn vang, cái kia ma trưởng bỗng nhiên bị Tiêu Phàm đao khí chém ra, đao cương càng là bay thẳng cổ của hắn đi. Miệng cọp gan thỏ, quá yếu. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường. Sau một khắc, Vân Linh lão nhân thân thể bị đao cương một phân thành hai, tiếp theo hóa thành cuồn cuộn ma khí tại hư không cuồn cuộn không ngừng. Bất quá chỉ một lát sau, Vân Linh lão nhân thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình, bất quá một lần này, hắn không còn là Vân Linh lão nhân bộ dáng, mà là biến thành một đầu cao lớn mười mấy trượng hắc sắc ma sư. Ma sư miệng phun răng nanh, một đôi con ngươi đen nhánh giống như đến từ cửu u, lạnh lẽo hết sức, vô tận ma khí ngưng tụ thành từng mảnh khôi giáp màu đen bao trùm toàn thân. Vẻn vẹn khí thế, liền ép tới ở đây bán bộ thánh tôn cảnh không ngẩng đầu lên được. Quá yếu, đám người liên tưởng đến Tiêu Phàm lời nói mới rồi, như thế cuồng bạo khí thế, chỉ ít cũng là thượng phẩm thánh tôn, còn yếu sao? Đối với bán bộ thánh tôn cảnh mà nói, bậc này khí thế, xác thực rất cường đại. Nhưng là, hắn cùng lúc trước pháp tôn cảnh khí tức so sánh, thực quá yếu. Chỉ ít, hiện tại những người này, còn có cùng hắn liều mạng khả năng. Danh con, ta muốn giết ngươi. Cửu U Ma Toan nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên to lớn ma chảo hung hăng giận đập mà xuống, hư không đều phát ra trận trận tiếng xé gió. Tiêu Phàm chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, nhanh chóng du tẩu hư không, tốc độ của hắn vốn liền không thể so phổ thông thánh tôn yếu, thậm chí không kém gì trung phẩm thánh tôn, ở đâu là cửu U Ma Toan dễ dàng như vậy đụng phải. Chỉ thấy hắn theo cửu U Ma Toan ma chảo, nhanh chóng hướng về cửu U Ma Toan đầu tới gần. Thân hình so với cửu U Ma Toan mà nói, cực kỳ nhỏ bé, vừa vặn bên trên nở rộ khí thế cũng vô cùng đáng sợ, nhất là cỗ kia ngoan kính, liền cửu U Ma Toan đều có chút lòng còn sợ hãi. Mắt thấy Tiêu Phàm thân hình càng ngày càng gần, cửu U Ma Toan con ngươi rung động, một cái khác ma chảo gào thét mà ra, hiển nhiên, hắn cũng thật sự nổi giận. Hô hô, cũng đúng lúc này, bốn bóng người động, từ bốn phương tám hướng công kích cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan lập tức rất cảm thấy áp lực, thân thể đều run rẩy kịch liệt lên. Một bầy kiến hôi, các ngươi đều phải chết. Cửu U Ma Toan hét giận dữ, trên người nó ma khí trở nên hết sức bắt đầu cuồng bạo. Xuất thủ không phải người khác, chính là Túy Ông, Thần Phong Minh Vương, Long Vũ cùng Băng Thiền Cung Chủ, bốn người công kích hóa thành một màn ánh sáng, gắt gao áp chế cửu U Ma Toan. Chỉ có Sở Lăng Tiêu đứng ở đó, biểu tình vẻ kinh ngạc. Sở Lăng Tiêu, người còn lo lắng cái gì, người không giết hắn, chết chính là chúng ta. Tiêu Phàm thấy thế, một bên tới gần cửu U Ma Toan đầu, một bên hét giận dữ nói. Sở Lăng Tiêu giờ phút này vậy mà còn băn khoăn bản thân cùng hắn cửu hận, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Hiện tại, cửu U Ma Toan rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần bọn họ sáu người hợp lực đánh giết hắn đạo này tàn niệm, hắn bản tôn muốn phá phong mà ra. Cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Chí ít, trong thời gian ngắn hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Sở Lăng Tiêu nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra xoắn suýt cùng vẻ phức tạp. Ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi, nhìn thấy ngươi hai đứa con trai sao? Tiêu Phàm lại cho Sở Lăng Tiêu đến một tề thuốc trợ tim. Mặc dù hắn cũng rất hận Sở Lăng Tiêu, thậm chí hận không thể hắn lập tức chết ở chỗ này, có từng trải qua ân oán. Tiêu Phàm tạm thời nguyện ý để ở một bên. Dù sao, Sở Lăng Tiêu cũng chết qua một lần người, đại bộ phận thù đều đã coi như là hóa giải. Bây giờ khỏi cần phải nói, chính là xem ở Sở Vân Bắc phân thượng, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếp tục giết hắn. Dù cho muốn giết, hắn cũng sẽ quang minh chính đại giết, mà sẽ không là hiện tại. Sở Lăng Tiêu nghe nói như thế, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khẽ cắn môi xông tới. Hắn mặc dù là đoạt xá thiên uyên quỷ chủ linh hồn chi thể, có thể trải qua hơn thời gian ngàn năm, hắn đã triệt để nắm trong tay thiên uyên quỷ chủ lực lượng. Một bạo phát xuống, màn sáng kia lực lượng lập tức tăng cường không ít. Cút ngay cho ta, cửu U Ma Toan phát cuồng. Sự tình cùng hắn tưởng tượng khác biệt, nguyên bản hắn cho rằng chỉ có Túy Ông, Long Vũ, Thần Phong Minh Vương ba người lấy được cửu U linh thân thời khắc, đều được phong ấn lực lượng. Băng Thiền Cung Chủ chỉ là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, khẳng định không có đạt được phong ấn chi lực.
nhưng vừa rồi băng thiền cung chủ xuất thủ, vậy mà ẩn chứa phong ấn chi lực. Bây giờ một khi Sở Lăng Tiêu xuất thủ, năm người kia tề tựu, gia cố phong ấn chi lực, nó liền thật không có hy vọng quá lớn. Túy ông bọn họ há lại sẽ để cửu U Ma Toan tọa nguyện đây, bọn họ gắt gao áp chế cửu U Ma Toan, không cho hắn xông phá phong ấn cơ hội. Ha ha, chỉ có bốn người sao? Nhưng mà, làm Sở Lăng Tiêu xuất thủ thời khắc, cửu U Ma Toan đột nhiên tùy tiện cười ha hả, cười mười điểm điên cuồng. Tiêu Phàm đám người cau mày, bởi vì, Sở Lăng Tiêu tăng cường chỉ có lực lượng, phong ấn chi lực lại không có bất kỳ biến hóa nào. Băng thiền cung chủ đều được ngũ thải tế đàn phong ấn chi lực, vì sao Sở Lăng Tiêu không có đạt được. Giờ phút này, bọn họ làm sao vẫn không rõ, Sở Lăng Tiêu mới không phải cửu U Ma Toan trong miệng thiên số chiếu cố người. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm liền bình thường trở lại. Băng thiền cung chủ cũng không phải là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, hắn sớm tại chia ra linh hồn phân thân thời khắc, liền đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ là hắn linh hồn bản tôn bị băng thải vân cướp đi mà thôi, lúc này mới kéo tới hiện tại. Trái lại Sở Lăng Tiêu, hắn lúc trước chỉ là đoạt xá thiên uyên quỷ chủ linh hồn chi thể, bởi vậy trở thành thánh tôn cảnh cường giả, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng khả năng là chân chính thiên quyến chi nhân. Như cửu U Ma Toan nói tới, bọn họ thực chỉ có bốn người. Phàm Nhi, người mới là người thứ năm. Lúc này, Túy Ông đột nhiên hét lớn, trong đầu hắn bỗng nhớ tới cửu U Ma Toan trước đó thoại ngữ. Ta sao, Tiêu Phàm sững sờ, hắn không phải thiên đố chi nhân sao? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hắn đúng là thiên đố chi nhân, có thể đó là ở thái cổ thần giới, cửu U địa ngục chính là cửu U Ma chủ thế giới, hắn có lẽ thực sự là giới này thiên quyến chi nhân cũng khó nói. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đình chỉ công kích cửu U Ma Toan, mà là thối lui đến Sở Lăng Tiêu bên người, cuồn cuộn linh hồn chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, nhưng mà, màn sáng lực lượng dĩ nhiên tăng vọt, có thể phong ấn chi lực cũng không hề biến hóa. Tiểu tử, người quả nhiên không gạt ta, người cũng không phải người thứ năm. Cửu U Ma Toan thấy thế, lần nữa cười ha hả, các ngươi là ngăn không được ta. Không nên dùng lực lượng linh hồn, thi triển nguyên lực. Túy ông lại kêu lên. Nguyên lực, ngươi không phát hiện hắn chỉ là một bộ linh hồn phân thân khống chế thần điêu mà thôi sao, ở đâu ra nguyên lực? Cửu U Ma Toan khinh thường. Giới này thiên quyến chi nhân, đều phải giới này thiên số chiếu cố, một khi có được nhục thân, liền có thể linh nhục hợp nhất, điều động nguyên lực. Mà phong ấn chi lực, liền ẩn chứa ở nguyên lực. Nếu như những người khác, có lẽ thật vẫn không cách nào điều động nguyên lực, có thể Tiêu Phàm, cho dù không có nhục thân, cũng có thể tùy tiện điều động. Phải biết, hắn linh hồn chi thể bên trong, thế nhưng là ẩn chứa thời không nguyên tuyền cùng tu la nguyên tuyền, nguyên lực tự nhiên cuồn cuộn không dứt. Sau một khắc, cửu U Ma Toan liền không cười nổi. Bởi vì theo Tiêu Phàm nguyên lực tràn vào, phong ấn chi lực vậy mà mạnh không ít. Làm sao sẽ, ngươi làm sao biết có được nguyên lực? Cửu U Ma Toan kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm không phải linh hồn chi thể sao, làm sao có thể điều động nguyên lực? Không đúng, coi như ngươi có thể điều động nguyên lực, có thể phong ấn chi lực chỉ có thể ở trong cửu U linh thân. Cửu U Ma Toan mắt lộ ra vẻ hung ác. Những năm gần đây, cửu U Ma Toan từ rất nhiều phương diện hiểu qua phong ấn chi lực, hắn chiếm được một cái kết luận, kia liền là chỉ có lấy được cửu U linh thân thiên quyến chi nhân, mới được cái kia phong ấn chi lực. Nói một cách khác, chính là chỉ có thiên quyến chi nhân, mới có thể thi triển phong ấn chi lực. Tiêu Phàm có lẽ là thiên quyến chi nhân, nhưng hắn căn bản không có lấy được cửu U linh thân A, lại làm sao có thể điều động phong ấn chi lực đây? Phong ấn chi lực xác thực chỉ ở trong cửu U linh thân, cần phải điều động cỗ này lực lượng, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định là có thể. Túy ông mở miệng, trên mặt lo lắng biến mất không ít. Cửu U Ma Toan giận lộ hung quang, kết quả này, hắn cũng đã đoán được. Nhìn xem màn sáng kia càng ngày càng sáng chói, phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, trong mắt của nó bên trong hiện lên nồng nặc không cam lòng. Mấy chục vạn năm mưu tính, một buổi tan thành bọt nước. Cái này khiến nó làm sao tiếp nhận. Thực nghĩ đến đám các ngươi thắng sao. Cửu U Ma Toan nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng,
ngũ thải tế đàn phía dưới ma khí phiên trào càng thêm lợi hại. Chỉ một lát sau thời gian, vô tận ma khí liền tràn ngập mảnh không gian này. Ở Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, những người khác con ngươi đột nhiên biến thành hắc sắc, sắc mặt càng là cực kỳ hung ác. Chỉ có số ít còn đang không ngừng giãy giụa, cho dù là Lô Chiến, con ngươi cũng chậm chậm trở nên đen kịt lên, chỉ là hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang đối kháng với cỗ lực lượng kia. Cẩn thận, bọn họ bị khống chế. Túy ông sắc mặt đại biến. Hô hô, lúc này, tốt mấy bóng người hướng về bọn họ đánh giết mà đến, tựa như hoàn toàn quên đi bản thân. Sở Lăng Tiêu, Long Vũ, Băng Thiền Cung chủ cùng Thần Phong Minh Vương tất cả đều biến sắc, bọn họ giờ phút này thao túng trận pháp, cũng không thể rãnh tay để ngăn cản những người này công kích. Mà một khi từ bỏ phong ấn cửu U Ma Toan cũng tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Các ngươi tiếp tục phong ấn hắn, ta tới đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, chỉ thấy phân thân thái cổ bên trong bỗng tràn ngập ra một đạo linh hồn phân thân, cùng Sở Lăng Tiêu cùng nhau điều khiển phong ấn màn sáng. Mà hắn linh hồn bản tôn, lại là khống chế thái cổ phân thân, hướng về những người kia nộ sát đi. Linh hồn phân liệt năng lực, cửu U Ma Toan giật mình, ngay sau đó lại lộ ra vẻ đăm chiêu, linh hồn phân liệt lại như thế nào, một mình ngươi có thể đối phó được nhiều như vậy sao? Phốc phốc, Tiêu Phàm một đao chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, trừ bỏ thánh tôn cảnh cường giả bên ngoài, bán bộ thánh tôn cảnh đã không có bất cứ uy hiếp gì. Trước đó hắn đánh giá một chút, tới chỗ này bán bộ thánh tôn cảnh cường giả có chừng 50, 60 người. Lấy hắn tốc độ, chém giết cái này 50, 60 người cũng hẳn là không cần thời gian quá dài. Túy ông bọn họ mặc dù dốc hết toàn lực áp chế cửu U Ma Toan, có thể ngăn cản mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh có lẽ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, trừ những thứ này ra bán bộ thánh tôn cảnh bên ngoài, còn có 5 cái thánh tôn cảnh A. Cho dù là hắn, chém giết một cái thánh tôn cảnh, cũng là cần thời gian không ngắn, hơn nữa còn chưa chắc có thể giết được. Nếu là có 2 cái thánh tôn cảnh cường giả ứng phó hắn, dù cho Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thái cổ phân thân thực lực rất mạnh, có thể có mạnh hơn, cũng không phải chân chính thánh tôn cảnh. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trong tay cũng không ngừng xuất thủ, nguyên một đám bán bộ thánh tôn cảnh, giống như chém dưa chặt rau một dạng bị hắn giết chết. Nhưng đã có 3 cái thánh tôn cảnh xông về Túy Ông, Băng Thiền Cung chủ cùng Thần Phong Minh Vương. Tiêu Phàm muốn qua hỗ trợ, lại bị mặt khác 2 cái thánh tôn cảnh vây công, căn bản thoát thân không ra. Mắt thấy Túy Ông bọn họ sắp bị 3 cái thánh tôn cảnh đánh giết, hắn tâm khẩn trương tới cực điểm. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, Băng Thiền Cung chủ thân thể bỗng một phân thành 2, lưu lại một bộ phân thân thôi động phong ấn màn sáng, một bộ khác phân thân lại là đánh về phía cái kia nổi điên thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ lại, Băng Thiền Cung chủ cũng là có được một bộ linh hồn phân thân. Thế nhưng là, Túy Ông cùng Thần Phong Minh Vương đây. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Túy Ông trên người lúc, lại là chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở Túy Ông bên người, một kiếm chém về phía cái kia thánh tôn cảnh cường giả. Lô Chiến tiền bối, Tiêu Phàm trong mắt vui vẻ, Lô Chiến vậy mà tránh thoát cửu U Ma Toan khống chế, có thể nghĩ ý chí của hắn khủng bố. Phải biết, cho dù là 5 cái kia thánh tôn cảnh cường giả, đều rất đơn giản bị cửu U Ma Toan khống chế a. Lô Chiến khí tức vẫn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, nhưng cố chặn lại cửu U Ma Toan áp chế, 2 người so sánh rõ ràng. Nhất là nhìn thấy Lô Chiến một kiếm chảm lui một cái thánh tôn cảnh lúc, Tiêu Phàm trên mặt càng là kinh ngạc hết sức, trong đầu hắn không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên Lô Chiến năm đó dạy cho hắn cái kia 4 kiếm. Dù cho đi qua thời gian dài như vậy, Lô Chiến vẫn là Lô Chiến, ngạo khí trùng thiên, bá khí vô biên. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, nếu như không người chống đối thẳng hướng Thần Phong Minh Vương thánh tôn cảnh, một khi Thần Phong Minh Vương tử vong, bọn họ tất cả cố gắng cũng là uổng phí. Giết, mắt thấy cái kia thánh tôn cảnh công kích sắp rơi vào Thần Phong Minh Vương trên người thời khắc, 2 tiếng hét giận dữ không hẹn mà cùng vang lên, đem cái kia thánh tôn cảnh sát phạt chi lực xua tan. Khi thấy rõ 2 đạo thân ảnh kia thời khắc, Tiêu Phàm không khỏi trợn to 2 mắt, đầu trâu mặt ngựa. Không sai, 2 người kia không phải người khác,
chính là đầu trâu mặt ngựa. Một mực tham sống sợ chết đầu trâu mặt ngựa, giờ phút này vậy mà chặn lại thánh tôn cảnh cường giả bước chân. Không đúng, bọn họ khí tức trên thân. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, nói thánh tôn cảnh. Đầu trâu mặt ngựa vậy mà đột phá thánh tôn cảnh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều cảm thấy cảnh giới của mình đột phá xem như mau, nhưng bây giờ cùng đầu trâu mặt ngựa so sánh, hắn thiên phú đều lộ ra mà có chút ảm đạm phai mờ. Hai người này là thế nào đột phá? Vừa rồi bọn họ còn không phải bán bộ thánh tôn cảnh sao, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh a. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, đầu trâu mặt ngựa vậy mà lại lực lượng mới xuất hiện, ở lúc mấu chốt giúp bản thân một chút sức lực. Đương nhiên cái này còn không phải Tiêu Phàm kinh hãi nhất là, đầu trâu mặt ngựa vậy mà không nhận cửu U Ma Toan khống chế. Hai người này có thể là có tiếng tham sống sợ chết a, ý chí lực yếu đáng thương, sao không thụ cửu U Ma Toan ảnh hưởng đây? Oanh, Tiêu Phàm thất thần thời khắc, bị đối diện hai cái thánh tôn cảnh đẩy lui, chỉ cảm thấy linh hồn một trận chấn động, hắn vội vàng ổn định thân hình, dư quang lại là vừa lúc rơi vào Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Như Hy trên người. Đầu trâu mặt ngựa không có bị khống chế đã để Tiêu Phàm rất kinh ngạc, có thể Như Hy cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cũng một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà lại còn đang chú ý bốn phía chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy trên người chán phong óng ánh quang huy Như Hy trên người lúc, Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Luân hồi tiên thể, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, hắn 10 điểm chắc chắn, cửu U Ma Toan sở dĩ không thể khống chế bọn họ, tuyệt đối là Như Hy luân hồi tiên thể làm ra tác dụng. Hơn nữa, liền khoảng cách nàng tương đối gần Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa cũng không có thụ ảnh hưởng. Trước kia một lần xem thường 9 đại cổ thể Tiêu Phàm, giờ phút này mới phát hiện, 9 đại cổ thể có vẻ như cũng không có như vậy không chịu nổi. Trước giải quyết các ngươi lại nói, nhìn thấy ba cái kia thánh tôn cảnh bị ngăn cản, Tiêu Phàm cũng tập trung ý chí, sát tâm nổi lên. Ngăn cản hắn hai cái này mặc dù bất quá là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, vốn lấy hắn thực lực. Muốn chém giết hai người bọn họ, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Dù sao, một người trong đó, thế nhưng là thiên diện nhân vương, đây chính là có thể cùng trung phẩm thánh tôn giao phong nhân vật. Chỉ là, tiếp xuống cửu U Ma Toan một câu, lại là để Tiêu Phàm biến sắc lại biến. Tiểu tử, người thực nghĩ đến đám các ngươi thắng, đây chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Cửu U Ma Toan khí thức càng ngày càng yếu. Bất quá hắn bản thân lại càng ngày càng bình tĩnh. Nói xong, nó đột nhiên há mồm phun một cái, từng đạo lưu quang bắn ra, xông phá trói buộc màn sáng, sáp nhập vào ma khí. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, mấy đạo kia lưu quang đột nhiên ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra thánh tôn cảnh khí thế, Tiêu Phàm bọn họ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại có 12 cái. 12 cái thánh tôn cảnh. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, bây giờ đối mặt 5 cái, liền đã không sai biệt lắm là cực hạn của bọn hắn. Hiện tại lại tăng thêm 12 cái này khiến bọn họ làm sao ứng đối. Một lần này tiến vào cửu U địa ngục tất cả thánh tôn cảnh, đều bị ngươi giết, hơn nữa còn cướp đi bọn họ chân linh. Túy ông vừa giận vừa sợ hướng về cửu U Ma Toan. Muốn cửu U linh thân, không chiếm được, liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng, không phải sao. Cửu U Ma Toan cười lạnh, thân hình của nó càng ngày càng nhỏ. Từ phía trước mấy chục gần trăm trượng độ cao, biến thành chừng 20 trượng, mà lại còn đang không ngừng thu nhỏ. Thân thể của nó, càng là sáp nhập vào rách nát ngũ thải tế đàn. Ai cũng không có phát hiện, ngũ thải tế đàn phía trên khe hở vẫn như cũ còn đang khuếch tán, càng ngày càng nhiều, tựa như tùy thời đều có nổ lên khả năng. Giết bọn hắn, cửu U Ma Toan nhe răng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm dữ tợn răng nanh. 12 tôn thánh tôn cảnh, để Tiêu Phàm bọn họ áp lực tăng gấp bội, bọn họ cũng không khỏi không phục khí cửu U Ma Toan, cái này lão quái vật, vậy mà làm nhiều như vậy chuẩn bị, hơn nữa một vòng bộ vòng này. Lần này nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó sợ là thật muốn phá phong mà ra. Tiêu Phàm đối mặt hai cái thánh tôn cảnh, đã coi như là cực hạn, nếu như lại đến hai cái. Hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ, dù sao, vây khốn cùng chém giết căn bản không phải một chuyện. Nếu như vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng cái này lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm cô, tay trái lại là nắm một mai khô lâu lệnh bài.
Tiêu Phàm cũng không biết cái này Khô Lâu lệnh bài để làm gì, nhưng dù gì cũng là cửu u ma chủ cho hắn đổ vật, cũng không thể một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa, địa ngục chi chủ trước kia cũng thông báo qua hắn, nếu là ở cửu u ma cốc gặp gỡ nguy hiểm tính mệnh sự tình, vậy chỉ dùng linh hồn chi lực thôi động Khô Lâu lệnh bài. Giờ phút này, mặc dù còn chưa tới nguy hiểm tính mạng hắn thời điểm, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem túy ông bọn họ chết. Năm cái thánh tôn cảnh liền để bọn họ mệt mỏi ứng phó rồi, hiện tại lại tăng thêm 12 cái, dù cho Tiêu Phàm, cũng có chút tuyệt vọng. Nếu chính hắn đột phá đến dạng này cảnh giới, có lẽ còn sẽ không e ngại, nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là thao túng một bộ thần điêu mà thôi. Thái cổ lại làm sao cường đại, cũng không khả năng là nhiều như vậy thánh tôn cảnh đối thủ. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ba cái thánh tôn cảnh cường giả vây công túy ông chống đối không kịp, trong đó một cái thánh tôn cảnh cường giả một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Túy ông linh hồn chi thể mãnh liệt chấn động một cái, thiếu chút nữa thì muốn nổ lên một dạng. Đi ra, Long Vũ phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, nàng cũng bị ba cái thánh tôn cảnh vây công, thân thể đã nhiều chỗ thụ thương, tùy thời đều có thể tử vong. Băng Thiền cung chủ cũng tốt đến không đến đâu, bọn họ chỉ có 5 cái thánh tôn cảnh, tăng thêm Tiêu Phàm, cũng vẻn vẹn 6 cái thánh tôn cảnh chiến lực. Chủ yếu nhất là, bọn họ 5 cái chân chính thánh tôn cảnh, còn phải chủ trì phong ấn kết giới, trấn áp cửu u ma toan. Hiện tại tổng cộng có 17 cái thánh tôn cảnh công kích, bọn họ có thể không bị miểu sát, đã coi là không tệ. Chết hết cho ta a, người nào ngăn ta, giết không tha. Cửu u ma toan tùy tiện cười lớn, lạnh như băng nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, cho ta hảo hảo chào hỏi ở nơi này tiểu tử, tốt nhất đừng hắn dễ dàng như vậy liền chết. Túy ông bọn họ 5 người bị công kích, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng bị thương nặng, phòng ấn màn sáng rung động không thôi, tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Nói xong, lại có 5 cái thánh tôn cảnh hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, tổng cộng 7 cái thánh tôn cảnh cường giả vây công hắn. Tiêu Phàm liên tục bại lui, cũng may hắn có linh hồn miễn dịch năng lực ở trong này phát huy ra cực lớn hiệu quả, bằng không mà nói, những linh hồn này thân thể công kích linh hồn, liền có thể trong nháy mắt ma diệt hắn linh hồn. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng cảm giác đầu giống như vô số con kiến gặm ăn, đau tê tâm liệt phế. Hiển nhiên, hắn linh hồn miễn dịch năng lực, đã vượt qua cơ hồ vượt qua cực hạn của hắn. Hắn giống như bị điên, tóc tai bù xù. Trong tay vô tận chi nhận lung tung chém giết, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất trong chiến đấu mất khống chế. Thật sự là loại này công kích linh hồn thật là đáng sợ, nếu như một hai cái thánh tôn cảnh, hắn căn bản sẽ không e ngại, có thể 7 cái thánh tôn cảnh, hoàn toàn nghiền ép hắn. Phải thất bại sao? Tiêu Phàm con người trở nên đỏ tươi hết sức, giống như một đầu dã thú khát máu, hết sức cuồng bạo sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Loại kia áp lực vẫn còn tiếp tục, hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều chuẩn bị thôi động trong tay trái Khô Lâu lệnh bài. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại mạnh mẽ nhìn xuống. Thôi động Khô Lâu lệnh bài, dĩ nhiên khả năng nhường hắn trốn qua một kiếp, có thể túy ông cùng Long Vũ bọn họ đâu. Vạn nhất cứu không được bọn hắn, vậy mình há không phải là trở thành đào binh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cắn chặt răng, cầm trong tay Khô Lâu lệnh bài thu vào. Hắn Tiêu Phàm có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể đủ làm đào binh. Chỉ có chết trận Tiêu Phàm, không có bỏ qua thân bằng hảo hữu trốn chạy Tiêu Phàm. Trước kia là vậy, về sau cũng là. Đột nhiên, Tiêu Phàm thu hồi vô tận chi nhận, thay vào đó là một chuôi hiện ra kim sắc quang mang tím trường kiếm màu đỏ ngòm. Hô hô, làm tu la kiếm xuất hiện một sát na kia, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ mà ra, lôi xé mảnh không gian này. Hóa thành một mảnh to lớn kiếm kết giới, đem 7 đại thánh tôn cảnh cường giả công kích chống đối bên ngoài. Tiêu Phàm không sử dụng tu la kiếm, cũng không phải là tu la kiếm không đủ mạnh, mà là tu la kiếm quá mạnh. Hắn nghĩ ma luyện bản thân, cũng muốn ma luyện kim cốt đế, lúc này mới một mực sử dụng vô tận chi nhận. Nhưng là bây giờ, hắn và vô tận chi nhận đã có không đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng, chỉ có tu la kiếm còn có thể đánh cược một lần. Giống gần như đồng thời, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, linh hồn chi thể thoát ly phân thân thái cổ, hắn quanh thân cũng toát ra cuồn cuộn ma khí. Đồng thời, Tiêu Phàm linh hồn chi thể cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa,
huyễn hóa thành một tôn cao trăm trượng ma ảnh, trong tay Tu La kiếm cũng thay đổi thành dài trăm trượng. Một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra, tới gần hắn bảy cái thánh tôn cảnh tu sĩ bị cỗ lực lượng kia tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Thời khắc này Tiêu Phàm, hóa thân thành một tôn Tu La, con người đỏ tươi như máu, dường như có một đầu huyết minh trong sông uẩn trong đó, hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có giết chóc cùng huyết tinh. Tu La tổ ma, cửu u ma toan nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành ma ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu, vậy mà hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Tuy ông bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, cũng tất cả đều dọa cho phát sợ. So với cửu u ma toan, Tiêu Phàm mới thật sự là ma đầu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Phàm cũng không muốn hóa thân tổ ma, mặc dù hắn đã luyện hóa thể nội Tu La ma ảnh, nhưng trở thành loại trạng thái này về sau, hắn có khả năng sẽ đánh mất bản thân. Có một số việc, hắn rõ ràng không muốn làm, nhưng không thể không đi làm, tựa như một loại bản năng một dạng. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vì đánh giết mười mấy cái thánh tôn cảnh cường giả, không thể không làm như vậy. Ý thức của hắn chậm rãi phong bế, khí tức trên thân cũng càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay Tu La kiếm, tức giận chém một cái mà ra, cản ở trước mặt hắn bảy cái thánh tôn cảnh cường giả, không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, vô cùng vô tận kiếm khí đâm xuyên thân thể của bọn hắn, đem bọn họ linh hồn chi lực xoắn nát thành linh hồn năng lượng. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem tất cả linh hồn năng lượng nuốt xuống. Nhưng mà, cái này tựa như cũng không có thỏa mãn Tiêu Phàm khẩu vị, chỉ thấy hắn bước ra một bước, Tu La kiếm lần nữa nổi giận chém mà ra, tới gần hắn mấy cái kia thánh tôn cảnh tu sĩ biểu tình hoảng sợ. Chỉ một thoáng, bọn họ quanh thân ma khí lùi bước, thanh tỉnh lại. Chỉ là, bọn họ giờ phút này lại là yếu đáng thương, bởi vì bọn hắn chỉ còn lại có một sợi chân linh, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Mấy cái thánh tôn cảnh chân linh liền tựa như một đoàn ngọn lửa nhỏ, bị một trận cuồng phong thổi tắt, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Tuy ông bọn họ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt co rút lại một chút. Đây chính là liền thánh tôn cảnh cường giả đều không phản kháng được ma khí A, lại bị Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui. Nếu như nói cửu U Ma Toan thực sự là một cái đại ma đầu mà nói, cái kia Tiêu Phàm giờ phút này chẳng phải là một tôn cái thế ma đầu. Cửu U Ma Toan cái kia ma khí cùng so sánh, liền tựa như ở quá ra ra một dạng. Hỗn trướng, cửu U Ma Toan thấy thế, tức giận gào thét, Tu La tổ ma, người thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi một người chết, cũng muốn cản ta. Cửu U Ma Toan nói như vậy, hoàn toàn là lại dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi trong lòng, hắn thân thể lại là không phản kháng được, run rẩy không ngừng. Nhưng mà, nghe được cửu U Ma Toan gầm thét, Tiêu Phàm tựa như nghe được huyên náo con ruồi đồng dạng, hắn không có mặt khác biểu thị, đưa tay chính là một kiếm chém xuống. Ta nhìn thấy Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, cửu U Ma Toan lời đến khóe miệng ngữ, xinh xinh bị hắn nén trở về. Nó còn muốn thả vài câu ngoan thoại, có thể giờ phút này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể nghênh đón Tiêu Phàm phản cảm. Lui, tuy ông hét lớn một tiếng, trước tiên hướng phía sau thối lui. Tiêu Phàm một kiếm này chém xuống, cho dù là bọn họ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, bọn họ lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm linh hồn phân thân chẳng biết lúc nào đã Tiêu Phàm. Thần Phong Minh Vương, Sở Lăng Tiêu, Long Vũ cùng Băng Thiền Cung chủ bốn người cũng không chần chờ, không chút do dự bắn ra. Thời khắc này Tiêu Phàm, thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể địch. Cửu U Ma Toan cũng muốn đào tẩu. Có thể lên phương phong ấn màn sáng vẫn còn, vừa lúc chặn lại hắn thời gian một hơi thở. Mà cái này thời gian một hơi thở, Tiêu Phàm Tu La kiếm đã chém xuống. Ta cửu U Ma Toan há miệng giận mắng không thôi. Oanh, lời còn chưa dứt, một tiếng ngập trời nổ mạnh, Tu La kiếm dường như chớp lóe đồng dạng hạ xuống, cuồng bạo kiếm khí xé mở phong ấn màn sáng, bao phủ hoàn toàn cửu U Ma Toan. Nơi xa né ra túy ông bọn họ, trợn to hai mắt. Tận mắt nhìn đến cửu U Ma Toan tàn niệm bị Tiêu Phàm một kiếm này cho phá tan thành từng mảnh. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa há miệng hút vào, đem tất cả linh hồn năng lượng đều cắn nuốt không còn một mảnh. Giờ khắc này, toàn trường ngây ra như phỗng. Đây chính là cửu U Ma Toan A,
chí ít cũng là thượng phẩm thánh tôn thực lực, lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém mất. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai lại sẽ tin tưởng, trước mắt tôn này ma đầu, thật là một cái bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toàn Tàn Niệm vừa chết, Thiên Diện Nhân Vương mấy người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, cũng tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mặc dù bị ma khí khống chế, đánh mất ý chí, nhưng vừa mới xảy ra cái gì, bọn họ nên cũng biết. Đám người vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như đã quên mình là thánh tôn cảnh cường giả. Giờ khắc này, Tiêu Phàm biến thành tổ ma, phảng phất trở thành thiên địa duy nhất. Không chung, Tiêu Phàm thôn phệ tất cả linh hồn năng lượng, ở một cái kia đỏ thắm con ngươi, lại là lần hướng về bốn phía tu sĩ. Cho dù là Long Vũ, đều bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Túy ông cùng Lô Chiến hai người mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Lăng Tiêu rụt cổ lại, tựa như sợ Tiêu Phàm nhớ thương đồng dạng, trốn ở một cái góc run lẩy bẩy. Trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có Thần Phong Minh Vương coi như bình tĩnh, quấn tại trong hắc bào một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chặp Tiêu Phàm. Thình thịch, yên tĩnh ngắn ngủi về sau, yên tĩnh bị một trận tiếng phá hủy cắt ngang, chỉ thấy Tiêu Phàm dưới chân, ngũ thải tế đàn triệt để nổ tung, ma khí vô cùng vô tận cuồn cuộn mà ra. Các ngươi đều phải chết. Một trận tang thương mà mờ mịt thanh âm từ cái kia ma khí bên trong truyền ra, dường như xuyên qua vô tận không gian truyền đến. Người ở chỗ này nghe được thanh âm này, không kiềm hãm được dùng mình một cái. Hỏng bét, Phàm Nhi vừa rồi chém ra tế đàn, cởi ra sau cùng phong ấn chi lực. Túy ông kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, nghe được thanh âm kia, sắc mặt càng khó coi. Là Cửu U Ma Toan, Thiên Diện Nhân Vương run rẩy mở miệng, vẻn vẹn nghe được thanh âm, hắn toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Chỉ có Tiêu Phàm nghe được âm thanh kia thời khắc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn nuốt cái kia ma khí. Tiêu Phàm quanh thân ma khí nhìn qua càng thêm nồng đậm, tinh thuần, mà ngũ thải tế đàn vị trí cái hố phún ra ma khí, nhưng phải pha tạp rất nhiều. Tiêu Phàm vừa mới thôn phệ, những ma khí kia liền chuyển hóa thành hắn lực lượng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm khí thế trên người bỗng tăng vọt, dường như bước vào một cái cấp độ mới tinh. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận linh hồn phong bạo. Thánh tôn cảnh, hắn vừa rồi chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, có người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Hắn người cũng là sai kinh ngạc không thôi, bọn họ lung lay đầu, còn cho rằng mắt mình hoa. Bán bộ thánh tôn cảnh, chém giết thượng phẩm thánh tôn Cửu U Ma Toan Tàn Niệm, hiện tại, hắn đột phá thánh tôn cảnh, chẳng phải là mạnh hơn. Đám người hít một hơi lạnh. Vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không biết thời khắc này Tiêu Phàm có được mạnh bao nhiêu chiến lực. Chỉ có Túy Ông, Long Vũ, Lô Chiến đám người lại là lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Phàm không hiểu ra sao bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, đối với hắn bản thân tuyệt đối không quá nhiều chỗ tốt. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm đã sớm hóa thành Tu La Tổ Ma, căn bản không cần đợi đến vừa rồi. Thần Phong Minh Vương trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nếu là người khác nhìn thấy sắc mặt của hắn, có lẽ sẽ kinh ngạc không thôi. Hỗn trướng, hỗn trướng, lại một tiếng hét giận dữ vang vọng hư không. Ầm ầm, gần như đồng thời, thiên địa cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung, chỉ thấy Tiêu Phàm dưới chân ngũ thải tế đàn vỡ nát địa phương, đã nứt ra một đạo to lớn khe hở. Khe hở không ngừng khuếch tán, hình thành một cái mênh mông cái hố sâu không thấy đáy, bên trong phồng lên lấy lăn lộn ma khí. Giống như vô số ma đầu muốn lao ra. Tiêu Phàm đứng ở cái hố giáp danh, vẫn như cũ đang không ngừng cắn nuốt ma khí, bụng của hắn tựa như một cái động không đáy đồng dạng, ma khí tuôn ra bao nhiêu, hắn liền thôn phệ bao nhiêu. Bốn phía tu sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm cái hố này, tựa như đang chờ cái nào đó tồn tại thẩm phán. Theo thời gian trôi qua, cái hố bên trong thanh âm càng ngày cùng to lớn, khoảng cách đám người cũng giống như càng ngày càng gần. Thùng thùng, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, giống như cổ minh, rung động màng nhĩ, dường như một cái nào đó tồn tại không ngừng tới gần, hướng về cái hố cửa ra vào tới. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến, mắt thấy tiếng bước chân kia càng lúc càng lớn, mặt đất rung động cũng càng ngày càng lợi hại,
đám người trong lòng đếm thầm lấy. Đột nhiên, một cổ khí tức cuồng bạo xông cái hố cửa vào xông ra, lòng của mọi người đều rất giống nhảy tới cổ họng, toàn thân thần kinh đều băng chăm chú mà. Siêu, cũng liền ở đoàn người khẩn trương cao độ thời khắc, một vệt sáng từ cái hố cửa vào bắn ra, xông thẳng tới chân trời đi. Đám người dọa đến không ngừng lùi lại, tâm đều kém chút từ cổ họng bật đi ra. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng không trung đạo kia lưu quang thời khắc, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy một cái mang theo mũ rơm, để trần bàn chân nhỏ, ăn mặc quần đùi cùng áo lót thiếu niên, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn phía dưới cái hố. Hù chết bảo bảo, còn tốt chạy nhanh, thiếu niên nhìn thấy phía dưới cái hố, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Đám người thấy thế, thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục. Người nha, người không hù đến, lại là đem chúng ta dọa cho phát sợ. Chờ đã, đột nhiên, tất cả mọi người tựa như nhớ ra cái gì đó, cỏ này mũ thiếu niên hình như là từ cái này phong ấn cửu u ma toàn cái hố bên trong đi ra a, chẳng lẽ hắn liền là. Đám người trong lòng một đáp án vô cùng sống động, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem mũ rơm thiếu niên. Các ngươi còn không mau chạy, đứng ở chỗ này làm cái gì? Mũ rơm thiếu niên nhìn đám người chung quanh một cái, đột nhiên hét lớn. Dứt lời, hắn không chút do dự phóng ra bước chân, hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Chạy, đám người sững sờ, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, phía dưới phong ấn thế nhưng là cửu u ma toan, một khi nó đi ra, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm lệ khí tất nhiên sẽ phát tiết trên người bọn hắn. Thế nhưng là, hiện tại chạy lại có thể chạy đi đâu đi? Mảnh không gian này làm sao phong cấm? Chỉ chốc lát sau, mũ rơm thiếu niên đi mà quay lại, vẻ mặt buồn bực nhìn xem bốn phía tu sĩ hỏi. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, bọn họ không biết trả lời như thế nào mũ rơm thiếu niên lời nói. Bất quá bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng, cái này mũ rơm thiếu niên hẳn không phải là cửu u ma toan. Bằng không mà nói, đối phương chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền động thủ. A, ngươi không phải túy ông lão đầu kia sao? Đột nhiên, mũ rơm thiếu niên thấy được trong đám người một bóng người, lập tức lên tiếng kinh hô nói. Túy ông hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mũ rơm thiếu niên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mũ rơm thiếu niên cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh, đám người lúc này mới ý thức được, cái này mũ rơm thiếu niên tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Túy ông sắc mặt biến hóa, hắn tự nhận là cùng giai bên trong, hắn tốc độ tuyệt đối là số một số hai, có thể cùng cái này mũ rơm thiếu niên so sánh, lại hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Đúng rồi, người hẳn là không biết ta. Mũ rơm thiếu niên nhìn thấy túy ông phòng bị ánh mắt, vội vàng ngừng thân hình, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thí thần, ngươi là ta lão đại sư phụ, đó cũng coi là ta sư phó. Túy ông nghe nói như thế, càng thêm nghi ngờ. Bản thân chỉ có Tiêu Phàm một cái đồ đệ a, chỗ nào còn thu mặt khác đồ đệ. Nhưng cái này mũ rơm thiếu niên lời nói lại không giống như là đang làm giả, hắn hẳn là thực nhận biết mình mới đúng. Túy ông làm sao biết, trước mắt hắn mũ rơm thiếu niên, năm đó chẳng qua là Tiêu Phàm chiến hồn mà thôi, một mực sống nhờ ở Tiêu Phàm thể nội, hắn tự nhiên không biết. Bất quá, thí thần lại là biết rõ Tiêu Phàm tất cả, khi hắn nhìn thấy túy ông thời khắc, lại là liếc mắt liền nhận ra. Không biết lão đại ngươi là, túy ông hỏi dò, hắn dĩ nhiên không biết thí thần, nhưng hắn nghĩ tới một loại khả năng. Người trước mắt tất nhiên nói hắn lão đại là đồ đệ của mình. Chỉ cần hỏi hắn lão đại là ai sẽ biết. Ta lão đại gọi Tiêu Phàm a, người đừng nói cho ta biết không biết. Thí thần cười nói. Tiêu Phàm, đám người nghe được hai chữ này, rất nhiều người cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng túy ông, Long Vũ đám người, lại là không tự chủ được nhìn về phía nơi xa điên cuồng thôn phệ ma khí Tiêu Phàm. Trong lòng bọn họ khẩn trương cũng rốt cuộc tiêu tán không ít, nhìn đến cái này mũ rơm thiếu niên xác thực không phải cửu u ma toan. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào giả mạo Tiêu Phàm tiểu đệ. A, đây không phải cái kia muốn tán tỉnh ta lão đại Long Vũ nha đầu sao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đột nhiên, thí thần lại thấy được xa xa một bóng người, mười điểm ngoài ý muốn nói. Long Vũ khó được sắc mặt đỏ lên, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Người này làm sao sẽ nhận biết mình, nhất định là Tiêu Phàm nói với hắn.
Tiêu Phàm trong lòng quả nhiên vẫn là nhớ kỹ ta. Thí thần làm sao biết ý nghĩ của nàng, hắn chỉ biết là, bản thân từ một chỗ phong bế không gian thật vất vả trốn tới, lại thấy được nhiều như vậy người quen, trong lòng không kinh ngạc đó là không có khả năng. Phải biết, vô luận là Túy Ông, vẫn là Long Vũ, có vẻ như cũng là chết cùng người mất tích ha. Vậy ngươi có thể nhận biết lão phu? Lúc này, Túy Ông bên cạnh Lô Chiến đột nhiên hỏi. Ta biết ngươi, ngươi không phải cái kia si tình nam Lô Chiến sao? Thí thần 10 điểm nghiêm túc nói. Si tình nam, Lô Chiến mặt mo đỏ ửng, chẳng lẽ Tiêu Phàm ở trước mặt người khác là như vậy hình dung bản thân? Thằng danh con này, chờ chuyện nơi đây có một kết thúc, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Giờ khắc này, Túy Ông đám người hoàn toàn tin tưởng thí thần thân phận. Vậy ngươi có biết, lão đại ngươi là ở chỗ này? Lô Chiến đột nhiên chỉ nơi xa hóa thành tu la tổ ma Tiêu Phàm nói. Thí thần theo Lô Chiến ngón tay nhìn tới, lập tức vẻ mặt bất khả tư nghị nói, thực sự là lão đại, hắn lại ma hóa. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm ma hóa hậu quả, đây chính là cơ hồ lục thân không nhận a. Dù cho có chừng một điểm ý thức, cũng rất khó khống chế lại bản thân. Thùng thùng, nhưng mà cũng đúng lúc này. Mặt đất lần nữa truyền đến một trận chiến minh âm thanh, thanh âm này tựa như ở đám người bên tai vang lên. Tất cả mọi người vừa mới buông lỏng tâm, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Cửu U Ma Toan muốn lao ra ngoài. Tiểu Hữu, cái này cái hố phía dưới tình huống như thế nào? Túy Ông hít sâu một cái nói, hắn cũng không biết xưng hô như thế nào thí thần, bất quá hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là Cửu U Ma Toan tình huống. Cửu U Ma Toan cái kia hỗn chướng nhanh trốn ra được, mọi người tận lực có bao xa trốn bao xa. Nói đến Cửu U Ma Toan, thí thần khó được lộ ra ngưng trọng. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá mảnh không gian này bị phong cấm, mọi người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đám người không khỏi trợn trắng mắt, lời này còn muốn ngươi nói sao? Nếu như có thể trốn, bọn họ sớm liền chạy đi. Cửu U Ma Toan rốt cuộc là thực lực gì? Túy Ông lại hỏi. Trốn là không thể nào, vậy cũng chỉ có hợp lực ứng phó Cửu U Ma Toan, sớm tìm hiểu một chút Cửu U Ma Toan thực lực, mọi người cũng tốt làm chuẩn bị. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao ta không phải là đối thủ của hắn. Thí thần nhún nhún vai, nói, bất quá theo ta suy đoán, làm sao cũng phải là thượng phẩm nguyên tôn a. Thượng phẩm nguyên tôn, đám người hít một hơi lạnh. Lấy bọn hắn thực lực, ứng phó thượng phẩm thánh tôn còn có chút chắc chắn. Nếu là đối phó hạ phẩm nguyên tôn, vậy liền có chút miễn cưỡng. Nếu như trung phẩm nguyên tôn thực lực, bọn họ cơ bản không có quá nhiều hy vọng, về phần thượng phẩm nguyên tôn, bọn họ cơ hồ chỉ có bị hố phần. Thậm chí khả năng cao hơn, đạt đến hạ phẩm pháp tôn. Thí thần lại bổ sung một câu, thần sắc cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Đám người nghe vậy, đã triệt để tuyệt vọng. Bất quá, lúc này, thí thần lời nói xoay chuyển. Đám người nín thở ngưng thần nghe, sợ bỏ qua cái gì, hắn cũng chưa hẳn là vô địch. Đám người âm thầm lắc đầu, thượng phẩm nguyên tôn, đây còn không phải là vô địch sao? Ngươi không biết thánh tôn cảnh một bước nhất trọng thiên sao? Bọn họ những người này, hòa vô số vạn năm, cũng mới đột phá thánh tôn cảnh, trở thành hạ phẩm thánh tôn, muốn trở thành trung phẩm thánh tôn đều hết sức gian nan. Về phần nguyên tôn, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại càng không cần phải nói trở thành thượng phẩm nguyên tôn. Các ngươi sợ cái gì, không phải có ta lão đại ở trong này sao? Thí thần nhìn thấy đám người vẻ mặt khí thỏa, lập tức quát khẽ nói, đem đám người từ trong sự sợ hãi kéo lại. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được hướng về Tiêu Phàm nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm khí tức trên thân còn đang không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm còn đang không ngừng thôn phệ ma khí, khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Không còn thân thể Tiêu Phàm, linh hồn thiên phú triệt để triển lộ ra, tựa như hoàn toàn không có cực hạn một dạng. Cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ đạt tới nguyên tôn cảnh. Ở bán bộ thánh tôn cảnh liền có thể quét ngang hạ phẩm thánh tôn, thậm chí chém giết trung phẩm thánh tôn, một khi bước vào nguyên tôn cảnh, có lẽ thật đúng là không nhất định không làm gì được Cửu U Ma Toan. Giống đám người trong lòng vừa mới lên một tia hy vọng, có thể lúc này, cửa động vị trí. Một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra, theo sát một đạo to lớn ma ảnh từ cái hố vị trí nhảy lên. Đám người trong lòng còn sót lại một tia hy vọng chi hỏa, cũng trong nháy mắt dập tắt. Cái hố giáp danh, một đầu cao trăm trượng,
toàn thân đen kịt như ma sư, chân đạp hắc sắc ma vân quái thú đứng lơ lửng giữa không trung, miệng nôn răng nanh, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tất cả. Trên người tán phát khí tức, để tất cả mọi người ở đây sợ hãi, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Quỷ dị nhất là, quái vật này con người vậy mà giống như một vòng xoáy, con người màu trắng bên trong, có nguyên một đám vòng tròn màu đen, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Cửu U Ma Toan, đám người trong lòng trước tiên kêu gọi ra một cái tên. Bọn họ vừa mới còn đang tưởng tượng lấy, chờ Tiêu Phàm thôn vệ đầy đủ ma khí bước vào nguyên tôn cảnh, liền có thể cùng cửu U Ma Toan một trận chiến. Nhưng biến cố đến không phải bình thường nhanh, cửu U Ma Toan liền nhanh như vậy đã thoát khốn, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẻn vẹn tán phát cỗ khí tức kia, liền ép tới ở đây đại bộ phận tu sĩ không thở nổi. Sợ hãi trong lòng càng là vô hạn kéo lên, còn sót lại những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh, càng là ngay cả chân tay đều có chút đứng không vững. Tiểu tử, chúng ta rốt cục gặp mặt, cửu U Ma Toan mở miệng, thanh âm hùng hậu mà lạnh lẽo, khủng bố dị thường. Trong mắt của nó lạnh lùng đảo qua bốn phía tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, dọa đến đám người không khỏi dùng mình một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên. Nụ cười kia, quá tà dị. Hồng hộc, nhưng mà, nghênh đón cửu U Ma Toan lại là Tiêu Phàm hờ hững một kiếm, hắn đang thôn vệ vị ngon nhất đồ ăn, lại đột nhiên bị người quấy rầy, mười điểm khó chịu. Cửu U Ma Toan cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động xuất thủ công kích hắn. Ngươi cho rằng ngươi thực sự là Tu La Tổ Ma sao? Tìm chết run rế, cửu U Ma Toan cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, lăng lệ móng vuốt giống như thần binh lợi khí. Trực tiếp bắt lấy Tu La kiếm, một cái móng khác hung hăng hướng về Tiêu Phàm chỉ trích mà xuống. Tiêu Phàm mặc dù đánh mất bản thân ý thức, có thể chiến đấu bản năng vẫn còn, trong tay hắn Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, mở ra cửu U Ma Toan ma chảo trói buộc. Tu La kiếm chán phóng kiếm khí bén nhọn, rạch ra cửu U Ma Toan một cái khác ma chảo, máu tươi bắn tung tóe. Chết, cửu U Ma Toan giận tím mặt, nó đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú. Dù cho rơi vào nguyên tôn cảnh tu vi, đó cũng không phải là lần này phẩm thánh tôn run dế có thể so sánh. Chỉ thấy nó quanh thân ma khí quay cuồng, ma chảo phía trên hiện lên một tia ô quang, sau đó hung hăng hướng về phía Tiêu Phàm bả vai chém xuống. Tiêu Phàm linh hồn chi thể, bị xé mở từng đạo to lớn khe hở, ma khí cuồn cuộn. Giống, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bén nhọn kia lượn lờ chán phóng hàn quang. Con ngươi trở nên càng thêm đỏ thắm. Phụt một tiếng, sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một đống ma dực, vỗ ở giữa, hư không lập tức nhấc lên từng đợt mãnh liệt linh hồn phong bạo. Bốn phía tu sĩ bị thổi làm vừa lui lại lui, liền hai mắt đều không mở ra được. Run dế cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, cửu U Ma Toan cực kỳ khinh thường, vừa mới không cẩn thận bị Tiêu Phàm nhẹ sáng tạo, đã là nó sỉ nhục. Nó lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm lần nữa làm bị thương nó đây? Đừng nói làm bị thương nó, chính là đụng đều chưa chắc có thể đụng phải nó. Vừa dứt lời, cửu U Ma Toan lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hoàn toàn không nhìn cái kia linh hồn ba động, một quyền đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm ngực bị đánh ra một cái động lớn, đồng thời, khí tức trên thân cũng giảm bớt không ít. Tiếp tục như vậy, căn bản không được bao lâu thời gian. Tiêu Phàm liền sẽ lộ ra nguyên hình. Lòng của mọi người đều nhảy tới cổ họng, đáng tiếc, cửu U Ma Toan thoát khốn quá nhanh, nếu để cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, một khi Tiêu Phàm thôn phệ cửu U Ma Toan lực lượng, này tăng kia giảm, cửu U Ma Toan thật vẫn chưa chắc là đối thủ của nó. Các ngươi nhìn cũng quá lâu, mặc dù bản tôn khinh thường với chém giết run dế, nhưng có khi cũng không để ý bóp chết mấy con kiến chơi đùa. Đánh bay Tiêu Phàm về sau, cửu U Ma Toan ma chảo rốt cục đưa về phía bốn phía tu sĩ. Đám người không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, có thể trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng quỷ dị, đem bọn hắn hút tới. Dù cho thiên diện nhân vương bậc này hạ phẩm thánh tôn, đều không có lực phản kháng chút nào, lại càng không cần phải nói những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toan mở ra miệng to như chậu máu, cơ hồ đem tất cả mọi người nuốt xuống. Chỉ có túy ông bọn họ vị trí, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, đây là thí thần đứng ở hắn môn phía trước nhất nguyên nhân. Thần Phong Minh Vương, Sở Lăng Tiêu, Long Vũ, Băng Thiền Cung Chủ,
đầu trâu mặt ngựa mấy người cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thí thần sau lưng, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Như Hy cùng Hắc Hổ Quỷ Vương đứng ở đằng xa, sắc mặt hơi trắng bệch. Mấy cái thánh tôn cảnh, mấy chục cái bán bộ thánh tôn cảnh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà chết hết. Không chỉ địch nhân, Thanh Huyền Cửu U Vệ Lân bọn họ, cũng tất cả đều bị Cửu U Ma Toan một ngụm nuốt, như thế thực lực, quá mức đáng sợ. Mạnh, quá mạnh, thí thần tổ thú, người cũng trốn không thoát đâu. Làm Cửu U Ma Toan ánh mắt rơi vào thí thần trên người lúc, con người bên trong trán phóng ánh sáng nóng rực, chỉ cần nuốt ngươi, trăm vạn năm này cũng coi là đáng giá. Dứt lời, Cửu U Ma Toan từng bước một hướng về thí thần bọn họ đi đến. Nếu như bình thường, đám người nghe được thí thần tổ thú cái tên này, có lẽ sẽ còn kinh ngạc hết sức, có thể giờ phút này, bọn họ trong mắt đều chỉ còn lại sợ hãi. Hừ, năm đó các ngươi nhiều người như vậy đều không giết chết được ta, hiện tại ngươi cũng không được. Thí thần lạnh rên một tiếng, hắn hướng về phía trước phóng ra bước chân đồng thời, thân thể cũng một trận biến hóa. Trong lúc hô hấp, thí thần cũng hóa thành một đầu trăm trượng lớn quái vật, chính là bản thể của hắn. Chỉ là so với Cửu U Ma Toan trên người hết sức liều lĩnh khí thế, thí thần lộ ra muốn nhỏ yếu rất nhiều. Chảm, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, lại là một đạo thông thiên kiếm mang từ cửu tiêu hạ xuống, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Cửu U Ma Toan đỉnh đầu. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã không thấy phía trước huyết sắc, trở nên thanh minh. Hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Phàm gặp Cửu U Ma Toan trọng kích, lại khôi phục ý thức. Lan, Cửu U Ma Toan quay đầu quát lạnh một tiếng, một cái móng vuốt trực tiếp nghênh đón, sắc bén trưởng cương gắt gao nắm lấy Tu La kiếm, mặc cho Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, lại cũng rơi không xuống một phần. Tu La tổ ma nhãn lực cũng không làm sao, vậy mà nhường ngươi lấy được hắn truyền thừa, lại là liền ma hồn đều khống chế không được. Cửu U Ma Toan khinh thường nói, đưa tay vung lên, Tiêu Phàm thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Xa xa Túy Ông đám người thấy thế, trên mặt lộ ra lo lắng. Cái này Cửu U Ma Toan quá mạnh, mạnh đến bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ mặc dù cũng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn đều biết mình thực lực, dạng này đi lên, chẳng những không giúp được, ngược lại sẽ hại Tiêu Phàm. Cửu U, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, nếu là Tu La Tổ Ma ở chỗ này, còn có người phách lối phần. Thí thần hét giận dữ một tiếng, một bàn tay hung hăng đập xuống mà xuống. Cửu U Ma Toan chậm rãi nâng lên móng vuốt, dễ như trở bàn tay giữ lại thí thần trưởng cương, thân thể vẻn vẹn run một cái, lui về phía sau hai bước. Thực lực chênh lệch, quá lớn, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm chính ngươi a. Cửu U Ma Toan nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng về thí thần cắn xé đi. Thí thần không nghĩ tới Cửu U Ma Toan không biết xấu hổ như vậy, vậy mà dùng miệng cắn xé, chống đối không kịp phía dưới, trên người mảng lớn linh hồn năng lượng bị xé rách mà xuống. Cửu U Ma Toan há miệng vừa nuốt, ngay sau đó lộ ra một ngụm hung lệ răng, nói, dùng năng lực của ngươi đối phó ngươi, có phải hay không rất có ý tứ? Là rất có ý tứ, thí thần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn mới là thí thần tổ thú. Thôn vệ là của sở trường của hắn. Tất nhiên ngươi Cửu U Ma Toan phải chiếm đoạt ta lực lượng, vậy ta liền thôn vệ ngươi lực lượng, xem ai cắn nuốt mau một chút. Hắn lực lượng dĩ nhiên không bằng Cửu U Ma Toan, có thể tốc độ, lại không chậm Cửu U Ma Toan bao nhiêu. Chỉ thấy thí thần thân hình lóe lên, há miệng miệng to như chậu máu kéo xuống Cửu U Ma Toan mảng lớn huyết nhục. Thí thần chỉ là linh hồn chi thể, mà Cửu U Ma Toan nhưng là chân chính nhục thân. Loại kia đau đớn càng thêm đau thấu tim gan. Bản tôn làm thịt ngươi, Cửu U Ma Toan phát cuồng, cả người trở nên càng điên cuồng lên, cái kia quỷ dị con ngươi chán phóng từng đạo hắc bạch năng lượng quang vòng, bay thẳng thí thần đi. Cẩn thận, đây là luân hồi chi lực, xa xa Tiêu Phàm nhắc nhở. Cửu U Ma Toan mặc dù vẻn vẹn xếp hạng thần thú bảng đệ bát, có thể nó loại này năng lực, so xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú đều muốn khủng bố. Trong mắt của hắn xưng là luân hồi mắt, chuyên môn khắc chế linh hồn chi thể, một khi bị cái kia vòng sáng đánh trúng, linh hồn chi thể liền sẽ nhanh chóng biến chất, tan rã, giống như luân hồi.
Tiêu Phàm cũng là từ Tu La truyền thừa trông được đến liên quan tới cửu U Ma Toan ghi chép, loại này năng lực cực kỳ đáng sợ. Nếu như đặt ở cửu U địa ngục, dù cho thần thú bảng xếp hạng trước ba thần thú, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hắn sở dĩ xếp hạng dựa vào sau, là bởi vì thần thú bảng xếp hạng cũng không nhằm vào đặc định thế giới, mà là thái cổ thần giới xếp hạng. Thí thần đã được đến tiền thân lớn bộ phận ký ức, không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng biết những cái kia luân hồi vòng sáng khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có né tránh, ngược lại há miệng miệng to như chậu máu, trực tiếp đem từng đạo vòng sáng nuốt vào trong bụng. Cái này, Tiêu Phàm thấy một màn như vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Thí thần lại là thần sắc lạnh nhạt, cười lạnh nhìn chăm chú cửu U Ma Toan nói, ngươi quên năm đó dạy dỗ, thật sự cho rằng ngươi bài danh đệ bát sao. Cửu U Ma Toan con ngươi phát lạnh, nó lúc này mới ý thức được, thí thần năm đó xếp hạng nhưng tại lúc trước hắn a, mặc dù đại bộ phận vị giai chi lực sói mòn, nhưng hắn thần thông còn ở. Bụng của hắn chính là một cái thiên địa hồng lô, không có gì không luyện, luân hồi chi lực cũng có thể luyện hóa. Có thể nói, thí thần cơ bản đánh xa vô địch, bởi vì đánh xa năng lượng cung cấp, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đều có thể thôn phệ luyện hóa. Chỉ có cận thân chiến đấu, mới có thể trọng thương thí thần. Cửu U Ma Toan cũng hiểu rõ ra, sau một khắc, nhắc nhở của nó thu nhỏ, biến thành ba bốn trượng lớn nhỏ, nhìn qua tinh luyện hết sức. Hô, đạp chân xuống, cửu U Ma Toan bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lăng lệ móng vuốt xuyên qua thí thần thân thể. Thí thần hét giận dữ một tiếng, thân thể cũng đồng dạng thu nhỏ, chỉ là so với cửu U Ma Toan mà nói, khí thế yếu không ít. Hai đại thần thú điên cuồng giao đánh nhau, đám người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, bắt không đến bọn họ chân thực thân ảnh. Nhanh, thực sự quá nhanh, thế thì còn đánh như thế nào? Tuy ông đám người tâm ngưng nặng tới cực điểm, tiếp tục như thế, một khi thí thần không kiên trì nổi, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ chỉ có lấy thánh tôn cảnh thực lực, nhưng tại nguyên tôn cường giả trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Oanh, sau nửa ngày, hai đạo bóng đen tại hư không vừa chạm vào tức mở, thí thần thân ảnh nhìn qua ảm đạm rất nhiều, hắn dù sao chỉ là linh hồn chi thể. Linh hồn chi thể cùng nhục thân chém giết, hơn nữa còn là ở cảnh giới không bằng người điều kiện tiên quyết, khả năng đủ kiên trì thời gian dài như vậy, đã coi như là 10 phần không sai. Hơn nữa, đối diện cửu U Ma Toan cũng máu thịt be bét, bất quá so với thí thần trạng thái, muốn đã khá nhiều. Còn tốt ngươi chỉ là linh hồn chi thể, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Cửu U Ma Toan lòng còn sợ hãi. Nó hiện tại thế nhưng là thượng phẩm nguyên tôn, mà thí thần những ngày qua thôn vệ hắn không ít lực lượng, cũng vẻn vẹn mới hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nó lại chiến chật vật như thế. Nếu như thí thần là thân thể máu thịt, kia không may chính là hắn. Lời còn chưa dứt, cửu U Ma Toan tiếp tục xuất thủ, đối diện thí thần lung lay sắp đổ, chỉ cần một bàn tay, là hắn có thể triệt để đánh tan thí thần linh hồn chi thể. Đến lúc đó diệt đi thí thần chân linh, thế gian có lẽ lại không thí thần tổ thú. Ở cửu U Ma Toan khí thế áp bách dưới, thí thần linh hồn chi thể lung lay sắp đổ, trong mắt lại là lộ ra hung hoành. Ong ong mắt thấy cửu U Ma Toan công kích sắp rơi vào thí thần trên người thời khắc, đột nhiên, từng đạo trận mang tại hư không nở rộ, kinh khủng lực lượng gắt gao cuốn lấy cửu U Ma Toan. Tiểu vận mệnh thuật, Tu La đại thế giới, hỗn độn trảm thiên kiếm. Từng tiếng hét to từ cửu U Ma Toan sau lưng truyền đến, lại là một mực xem cuộc chiến Tiêu Phàm, đột nhiên điên cuồng công kích, tựa như không muốn sống một dạng. Cửu U Ma Toan làm sao biết Tiêu Phàm lại đột nhiên làm khó dễ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trận đồ vây khốn, trong thời gian ngắn vậy mà không phá nổi. Tiêu Phàm công kích còn như mưa rơi ở trên người hắn, cửu U Ma Toan quanh thân huyết nhục vẩy ra, bị Tiêu Phàm đánh ra chóc thịt bong. Giết, lúc này, Túy Ông, Thần Phong Minh Vương đám người không chút do dự xuất thủ, đây có lẽ là bọn họ cơ hội cuối cùng, ai còn dám có chỗ giữ lại. Cửu U Ma Toan bất tử, chết chính là bọn họ. Bọn họ công kích mặc dù không mạnh, nhưng bây giờ cửu U Ma Toan bị khốn trụ, căn bản không phản kháng được, quanh thân huyết nhục nổ tung, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Giống cửu U Ma Toan cũng triệt để tức giận rồi, hắn đường đường thượng phẩm nguyên tôn, lại bị một đám hạ phẩm thánh tôn vây công,
nếu là chết như vậy, đó nhất định chính là thần thú giới sỉ nhục. Không thể không nói, cửu U Ma Toan lực bộc phát cực kỳ kinh người, con người bên trong luân hồi chi lực giống như một vệt sáng đồng dạng cọ rửa mà ra, Tiêu Phàm sinh tử luân hồi trận đồ bỗng nổ tung. Tu La đại thế giới, nhất kiếm thương khung. Đám người cũng thừa dịp sau cùng khoảng cách, chém ra bản thân công kích mạnh nhất, giờ khắc này, tất cả mọi người liều mạng. Ngay sau đó, tất cả mọi người bị chấn động bay ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Tiêu Phàm cùng thí thần linh hồn chi thể, càng là bị thương nặng, Tu La ma ảnh tiêu tán, thí thần linh hồn chi thể sắp hủy diệt. Ngươi đáng chết, cửu U Ma Toan không để ý đến những người khác, cái kia hung lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó một chưởng giận đập mà ra. Tiêu Phàm giờ phút này ngay cả đứng thẳng đều có chút gian nan, ở đâu là cửu U Ma Toan đối thủ. Lão đại, Phàm Nhi, Tiêu Phàm, thí thần, Túy Ông cùng Long Vũ đám người kêu to. Con người kịch liệt co rút lại, bọn họ muốn xông qua, có thể căn bản đã không kịp. Hơn nữa, chỉ bằng bọn hắn thực lực, cũng căn bản không ngăn cản được cửu U Ma Toan. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, dù cho bị cửu U Ma Toan khí thế ép tới không thể động đậy, giờ khắc này, hắn cũng không có tử vong giác ngộ, ngược lại lộ ra một vòng hung ác, một bộ muốn cùng cửu U Ma Toan liều mạng bộ dáng. Hô, mắt thấy cửu U Ma Toan móng vuốt đã rơi xuống. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Phốc phốc, cửu U Ma Toan lăng lệ chảo cương xuyên qua đạo hắc ảnh kia lồng ngực, máu tươi vẩy ra mà ra, phun Tiêu Phàm vẻ mặt. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn trước mắt cái này bóng lưng, chẳng biết tại sao, mũi hơi có chút mỏi nhừ. Thần Phong Minh Vương, những người khác tất cả đều trợn to hai mắt, hướng về đạo thân ảnh kia. Người kia không phải người khác. Chính là Thần Phong Minh Vương. Ai cũng không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt, xuất thủ cứu Tiêu Phàm, dĩ nhiên là Thần Phong Minh Vương. Chẳng lẽ Thần Phong Minh Vương nhận biết Tiêu Phàm? Sau một khắc, một cỗ kình phong vén lên Thần Phong Minh Vương vành nón, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt. Đám người nhìn thấy gương mặt kia, con người kịch liệt co rút lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì gương mặt kia, không nói cùng Tiêu Phàm giống như đúc. Nhưng cũng có lấy tám phần rất giống, chỉ là hơi có vẻ thành thục cùng tang thương. Tiêu Phàm không thấy được Thần Phong Minh Vương khuôn mặt, chỉ là nhìn thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc, nhưng hắn nhìn thấy Thần Phong Minh Vương bị xuyên thủng, trong lòng lại là khó chịu không nói ra được. Một sát na này, Tiêu Phàm tựa như toàn thân lại tràn đầy lực lượng, bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay Tu La kiếm hung hăng một kiếm bổ xuống. Cửu U Ma Toan cũng không nghĩ đến lại có. Trung phẩm nguyên tôn, năm cỗ cửu U linh thân, vậy mà để Tiêu Phàm dòng giã tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, từ hạ phẩm thánh tôn, đạt đến trung phẩm nguyên tôn. Cái này cần là cỡ nào năng lượng khổng lồ, khó trách ngũ thải tế đàn ngưng tụ 5 cỗ cửu U linh thân, cần thời gian khá dài như vậy. Oanh, cũng coi như đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng cường, rốt cuộc lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Mỗi một bộ cửu U linh thân, vậy mà đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, Tiêu Phàm trở thành thượng phẩm nguyên tôn, cái kia cùng cửu U Ma Toan cảnh giới hoàn toàn không phân cao thấp a. Khác biệt duy nhất chính là, cửu U Ma Toan là chân chính thân thể, mà Tiêu Phàm, vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi thể mà thôi. Nhưng trước đó thí thần tại hạ phẩm nguyên tôn cảnh, liền lấy linh hồn chi thể cùng cửu U Ma Toan chiến lưỡng bại câu thương. Tiêu Phàm bây giờ cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới, nói thế nào cũng cần phải so thí thần càng mạnh mới đúng. Túy Ông đám người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu, bọn họ tất cả hy vọng, đều ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cảm thụ được linh hồn thân thể lực lượng, vặn vẹo uốn éo đầu, ngay sau đó mở ra tay phải, Tu La kiếm lần nữa hiện lên, tím kiếm khí màu đỏ ngòm dị thường lăng lệ. Hiện tại ai giết ai, còn không định đây. Xa xa thí thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Giờ phút này, cửu U Ma Toan gãy chân cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ, cảm thụ được Tiêu Phàm trên người bá đạo lực lượng, con người hơi hơi rung rung. Nó trong lòng gầm thét, năm cỗ này cửu U linh thân lực lượng, nguyên bản cũng là nó a. Nhưng giờ phút này, lại xuất hiện ở trên người địch nhân, hơn nữa còn tăng cường địch nhân thực lực tới đối phó bản thân. Cửu U Ma Toan buồn bực thổ huyết,
có thể nó không còn dám có tâm tư khác, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hô hô, thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, cửu u ma toan con ngươi bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh dị năng lượng ba động, từng đạo luân hồi vòng sáng hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt đi. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể bỗng phát sinh biến hóa, biến thành thí thần bản thể bộ dáng, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem những cái kia luân hồi chi lực cho nuốt xuống. Làm sao có thể, cửu u ma toan trợn tròn mắt, thí thần thôn vệ nó luân hồi chi lực thì cũng thôi đi, đó là bởi vì thí thần thần thông rất quỷ dị. Nhưng thằng nhóc loài người này làm sao cũng có thể, chẳng qua là khi nó nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành bộ dáng lúc, liền biết, thời khắc này Tiêu Phàm chính là thí thần tổ thú, cũng đồng dạng có được thí thần thần thông, chỉ bất quá, hắn gọi là thiên phú. Tiếp tục, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, từng bước một hướng về cửu u ma toan đi đến. Hắn thân thể cũng chậm chậm biến hóa, lần nữa biến thành người thân thể. Coi như người có được thí thần tổ thú năng lực, có thể ngươi vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi thể, lại có thể nại ta làm sao? Cửu u ma toan gầm nhẹ một tiếng, giống như một đầu như sư tử đánh giết đi, há mồm hung hăng cắn về phía Tiêu Phàm đầu. Tiêu Phàm thần sắc không động, bước chân vẫn như cũ không chút hoang mang, xách ngược lấy tu la kiếm. Mắt thấy cửu u không thèm chú ý đến đầu cắn xé mà xuống, túy ông bọn họ đều thay Tiêu Phàm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm bỗng động. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, một đạo hào quang màu xám lóe lên, ngay sau đó, trong tay tu la kiếm bỗng hung hăng giận bổ xuống. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau đó hư không khôi phục lại bình tĩnh, mấy tức về sau, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy cửu u ma toan nửa bên đầu, cùng một cái chân trước chậm rãi cùng thân thể của nó tách rời, vừa rồi Tiêu Phàm một kiếm, trực tiếp đem thân thể của nó một phân thành hai. Tê đầu trâu mặt ngựa mấy người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là thượng phẩm nguyên tôn A, bây giờ đạt tới thánh tôn cảnh chính bọn họ, mới biết được thượng phẩm nguyên tôn đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng bực này nhân vật, lại ngăn không được Tiêu Phàm một đòn. Cái này cửu u ma toan thực sự là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú. Như Hy yếu ớt mở miệng nói, nàng đối bậc này lực lượng nhận thức không nhiều. Nhưng trước đó cửu u ma toan bùng nổ thực lực lại áp ở đây tu sĩ đều không thở nổi, đủ để chứng minh cửu u ma toan khủng bố. Mà bây giờ, Tiêu Phàm một kiếm trọng thương cửu u ma toan, hai người so sánh cũng quá rõ ràng. Lại thế nào, cửu u ma toan cùng Tiêu Phàm cũng là cùng một cảnh giới A. Hơn nữa Tiêu Phàm vẫn là linh hồn chi thể. Đây không phải cửu u ma toan thực lực chân chính, dù cho nó là thượng phẩm nguyên tôn, thế nhưng bị giới này phong ấn áp chế hơn phân nửa thực lực. Một bên thí thần giải thích nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía trời cao đạo kia màn ánh sáng màu xám. Dừng một chút, thí thần lại bổ sung một câu, bất quá, cho dù cửu u ma toan có thể đủ tất cả lực một trận chiến, lão đại cũng khẳng định có thể đánh nó răng rơi đầy đất. Tiêu Phàm thực lực, thí thần vẫn hiểu, cùng trong cảnh giới, Tiêu Phàm chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Cho dù cửu u ma toan là thần thú bảng đệ bát thần thú cũng không ngoại lệ. Nơi xa, Tiêu Phàm cũng không có cho cửu u ma toan cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ thấy chân hắn dẫm nghịch long đăng thiên bộ giết ra, một đạo kiếm hồng hiện lên, cửu u ma toan một cái khác chân trước cũng bị Tiêu Phàm chém xuống. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm chưa từng có như vậy biệt khuất, càng thêm chưa từng có tức giận như vậy. Cửu u ma toan trọng thương hắn thì cũng thôi đi, vậy mà kém chút giết hắn lão sư, giết hắn phụ thân, cái này khiến hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Giết cửu u ma toan, quả thực lợi cho hắn quá rồi. Hống hống, cửu u ma toan tuyệt vọng, thân thể của nó bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống. Máu tươi bạo sái hư không, giống như nước mưa đồng dạng rơi xuống phía dưới. Hư không bị vô tận huyết phụ tràn ngập, hiện ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Tiểu tử, nếu không phải giới này trận pháp áp chế, bản tôn định nhường ngươi sống không bằng chết. Cửu u ma toan bi phẫn hết sức, tiếp tục như vậy, nó liền phải chết. Nghĩ vậy, nó trong lòng hối hận hết sức, sớm biết nên đem hết toàn lực giết cái này nhân tộc tiểu tử, không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy biệt khuất chết ở chỗ này, còn không bằng tiếp tục bị phong ấn.
sống không bằng chết đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La kiếm vũ động, cửu u ma toan trên người huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng không có người nào đồng tình nó, đám người giờ phút này đều hận không thể nó lập tức tử vong. Nửa canh giờ về sau, cửu u ma toan hấp hối, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương. Mà lúc này, thí thần lại là há miệng hút vào, bốn phía huyết phụ tất cả đều bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh, hắn linh hồn chi thể lần nữa trở nên ngưng tụ. Hơn nữa, cửu u ma toan trên người có một đạo chớp lóe, bị thí thần thôn phệ. Sau một khắc, thí thần bỗng nhiên trở thành bản thể, trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Vị giai chi lực, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được. Giống, cửu u ma toan gầm thét không thôi, ra sức giãy giụa lấy, nhưng thân thể đã rất khó động đậy, một đôi oán hận con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát cửu u ma toan, sát ý không giảm mảy may. Cửu u ma toan không nói gì, chỉ là thông hai mắt đỏ, cắn hàm răng, vẻ mặt ác độc nhìn xem Tiêu Phàm. Nó đường đường thượng phẩm nguyên tôn, thần thú bảng xếp hạng đệ bát tồn tại, chết ở một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ trong tay, còn có cái gì có thể nói? Nhất định chính là sỉ nhục, dù cho tiếp tục sống sót, đều chỉ sẽ trở thành người khác chê cười. Đến mức nhường nó cầu xin tha thứ, đó là không có khả năng. Cửu u ma toan dù sao cũng là ngông nghênh khí thế, cận kề cái chết cũng sẽ không khom lưng. Tất nhiên không có gì có thể nói, vậy ngươi có thể đi chết. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, Tu La kiếm hung hăng chém xuống, căn bản không có lưu tình chút nào. Nếu là thường ngày, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn nghĩ đến thu phục, gia hỏa này dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, giữ lại cũng có chút tác dụng. Nhưng là thời khắc này Tiêu Phàm, lại là chân chính động sát tâm. Đương nhiên, hắn cũng tự biết mình, hiện tại hắn luyện hóa cửu u linh thân năng lượng, tạm thời đạt đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới. Nhưng một khi cỗ năng lượng kia tiêu tán, hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó, lấy cửu u ma toan thực lực, giết hắn chỉ là thổi một hơi sự tình, Tiêu Phàm cũng không dám cược. Tuy ông bọn họ hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này, bọn họ mặc dù bỏ cửu u linh thân, nhưng là, tất nhiên có thể sống sót, kia liền là đáng giá. Khục mắt thấy Tiêu Phàm Tu La kiếm sắp chém giết thời khắc, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ âm thanh, giống như ở mỗi người chỗ sâu trong óc vang lên, chấn động đến mảng nhĩ mọi người phát run. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm kiếm đứng ở hư không, quả thực là không có chém đi xuống. Không phải hắn không muốn giết cửu u ma toan, mà là hắn căn bản làm không được. Từ nơi sâu xa, giống như có một cỗ kinh khủng lực lượng cản trở cánh tay của hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, Tu La kiếm cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Tiêu Phàm mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong đầu đột nhiên hồi vị vừa rồi cái kia tiếng ho nhẹ âm thanh, trên mặt lộ ra khó chịu. Hắn biết rõ, mình đã giết không chết cửu u ma toan. Cửu u lão ma, người không chết, nhanh, nhanh cứu ta. Cửu u ma toan lại là đột nhiên kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ta cam đoan, lại cũng không đến cửu u địa ngục ăn vụng. Về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng tuyệt không do dự. Cửu u lão ma, đám người lộ ra vẻ không hiểu, còn người quét mắt bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Thế nhưng là, vừa rồi đạo kia ho nhẹ âm thanh, lại là vang vọng thật lâu ở mọi người não hải bên trong, đây tuyệt đối là chân thật. Chẳng biết tại sao, đám người trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh người ý nghĩ, kia liền là từ đầu đến cuối, đều có người trong bóng tối nhìn xem nơi này phát sinh tất cả. Nghĩ vậy, đám người không khỏi sợ run cả người. Bọn họ đều là thánh tôn cảnh A, liền bọn họ đều không có phát hiện, thực lực của người kia, lại là cường đại dường nào. Pháp tôn, vẫn là thiên tôn, đám người không dám nghĩ tiếp, ngược lại là Tiêu Phàm, đột nhiên lạnh rên một tiếng, nói trốn ở trong tối có gì tài ba, có bản lĩnh đừng ngăn cản lấy ta giết hắn. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm đắc tội đối phương. Dù sao, đây chính là liền cửu u ma toan đều muốn sợ hãi tồn tại A, như thế nào Tiêu Phàm có thể đắc tội? Cửu u lão ma, giết hắn cho ta, chỉ cần giết tiểu tử này, bản tôn đáp ứng thần phục ngươi ngàn năm.
Cửu U Ma Toan lại kêu to nói, ác độc con người sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Giết ta, Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, sau một khắc, hắn bỗng lấy ra phân thân thái cổ, linh hồn thân thể khống chế thái cổ, một kiếm nổi giận chém mà ra. Một màn này, nhưng làm túy ông bọn họ dọa cho phát sợ. Cửu U Ma Toan tâm cũng thoát lên tới cổ họng, Tiêu Phàm linh hồn chi thể đã quá kinh khủng, bây giờ tăng thêm cỗ này thần điêu, đừng nói là hắn bây giờ trạng huống, chính là hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Cũng may Tiêu Phàm kiếm, đang đến gần hắn một tấc bên ngoài ngừng lại, mặc cho Tiêu Phàm làm sao thôi động, cũng không đến gần được một tí. Chỉ bất quá cái kia sắc bén kiếm khí, lại là cắt rời Cửu U Ma Toan thân thể, đau nhói không thôi. Cửu U lão ma đúng không, đi ra cho ta. Tiêu Phàm hét giận dữ không thôi. Hắn đã đoán được người trong bóng tối là ai, tại giới này, có thể tùy tiện ngăn cản hắn cái này thượng phẩm nguyên tôn cảnh cường giả, cũng chỉ có giới này chủ nhân chân chính. Mà cái này giới chủ nhân, trừ bỏ Cửu U Ma chủ, còn có thể là ai đây? Người khác có lẽ sợ Cửu U Ma chủ, có thể Tiêu Phàm thật đúng là không sợ, khỏi cần phải nói, chính là Bác lão cùng Tu La tổ ma. Hai người này cũng đủ để trấn nhiếp hắn. Hơn nữa, Cửu U Ma chủ đoán chừng cũng không dám lấy lớn hiếp nhỏ, việc này nếu như bị Bác lão cùng Tu La tổ ma biết rõ, đoán chừng cũng không thiếu được tìm hắn để gây sự. Ao ao một trận hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, thiên khung phía trên, bỗng đã nứt ra một đường vết rách, lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu lạch trời ngang qua hư không. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ khô lâu ma ảnh hiển lộ mà ra, trống rỗng mà sâu thẳm con ngươi quan sát phía dưới, giống như thiên địa chúa tể. Thiên, túy ông thở sâu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung khô lâu ma ảnh. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, đây không phải là trước đó vân linh lão nhân, không, phải nói là cửu U Ma Toan tàn niệm muốn chém giết thiên sao. Cửu U Ma Toan tàn niệm còn nói bản thân đã thương nặng trời ạ, hắn làm sao lại xuất hiện. Quỷ dị nhất là, trước đó cô kia khô lâu ma ảnh nhìn qua băng lãnh, ngốc trệ, nhưng bây giờ cỗ này khô lâu ma ảnh, rõ ràng 10 điểm nhân tính hóa. Hắn một cái khô lâu cánh tay nắm nắm đấm, đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem cửu U Ma Toan nói, Ma Toan, bản ma chủ nhường ngươi ở đây sám hối 100 vạn năm, bây giờ kỳ hạn chưa tới, ai bảo ngươi đi ra. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định, cái này khô lâu ma ảnh chính là cửu U Ma chủ. Ta, Cửu U Ma Toan rụt cổ một cái, không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói cho Cửu U Ma chủ, ta mưu đồ mấy chục vạn năm, liền nghĩ lén chạy ra ngoài a. Nó trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi không nên tìm cái này nhân tộc tiểu tử phiền phức sao, làm sao cùng ta chơi lên. Còn có ngươi, Tiêu Phàm, bản ma chủ hảo tâm nhường ngươi tiến vào giới này, ngươi xem ngươi đem bản ma chủ thế giới biến thành bộ dáng gì. Cửu U Ma chủ lại trừng mắt Tiêu Phàm tức giận nói. Tiêu Trường Phong cùng túy ông bọn họ nghe nói như thế, tập thể trợn tròn mắt. Cái gì gọi là hảo tâm nhường ngươi tiến vào giới này, nơi này chính là cửu U địa ngục a. Chờ đã, nơi này là cái kia khô lâu ma ảnh thế giới. Nói như vậy, Tiêu Phàm cùng giới này thiên, không, chuẩn xác mà nói, là giới này chủ nhân, là nhận biết. Túy ông rốt cục tin tưởng. Tiêu Phàm thật không phải là chết mới đi đến cửu U địa ngục, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Giờ khắc này, ngay cả cửu U Ma Toan cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cửu U Ma chủ là ai, như thế nào một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh có thể leo lên. Đừng nói Tiêu Phàm, chính là nó đỉnh phong thời kỳ, cũng không bị cửu U Ma chủ để vào mắt a. Nhưng lúc này, cửu U Ma chủ căn bản không có cỡ nào ý trách cứ, vẻn vẹn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Ngươi bây giờ ngược lại trách ta tới. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem cửu U Ma chủ, trầm giọng nói, cửu U lão ma, ngươi khi đó thế nhưng là đáp ứng lão sư, để cho ta tới nơi này lịch luyện, mà không phải để cho ta tới nơi này chịu chết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tiêu Phàm nói đến Bác lão, cửu U Ma chủ lập tức có chút khó chịu, trên người trán phóng sát ý lạnh như băng. Đừng làm ta sợ, nếu không liền trực tiếp giết ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Cửu U Ma chủ nếu như dám giết bản thân, đã sớm động thủ. Hắn là mạnh, nhưng Bác lão cùng Tu La tổ ma tuyệt đối có thể vượt qua hắn, bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không đối Bác lão thỏa hiệp.
Tiêu Trường Phong bọn họ nghe nói như thế, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Bọn họ sợ cửu U Ma Chủ dưới cơn nóng giận, thực diệt Tiêu Phàm. Cửu U Ma Chủ hướng về Tiêu Phàm nhìn một hồi, tản ra khí tức bá đạo chèn ép Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm lại không hề sợ hãi, lưng thẳng tắp như cổ tùng, chưa từng xoay người một phần. Không khí khẩn trương, giống như từng tòa ma nhạc trấn áp cái này mọi người ở đây. Cửu U Ma Toan trong lòng cười lạnh không thôi, hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị Cửu U Ma Chủ một ngón tay bóp chết một màn. Nhưng mà, khi hắn nghe được Cửu U Ma Chủ lời kế tiếp lúc, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Nói đi, ngươi muốn thứ gì, lấy được về sau mau chóng cút đi nơi đây. Cửu U Ma Chủ thu liếm cỗ khí thế kia, không mặn không lạt nói. Làm sao sẽ, Cửu U Ma Toan trong lòng kinh ngạc hết sức, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Cửu U Ma Chủ vậy mà nhận túng. Đó chỉ là một bán bộ thánh tôn cảnh tiểu tử A, người đường đường Cửu U Ma Chủ, làm sao có thể nhận túng đây. Nhưng sự thật chính là như thế, Cửu U Ma Chủ không muốn cùng Tiêu Phàm tiếp tục dây dưa. Khỏi cần phải nói, nghĩ đến Tiêu Phàm sau lưng hai người, hắn liền trở nên đau đầu. Nếu như Tiêu Phàm chết ở địa phương khác, hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, nhưng nếu là chết ở hắn thế giới, hắn Cửu U Ma Chủ đoán chừng cũng chịu không nổi. Chủ yếu nhất là, hắn hạn chế Cửu U địa ngục, người mạnh nhất cũng chỉ là thượng phẩm thánh tôn mà thôi, Cửu U Ma Toan ra hỏa này, căn bản chính là cái dị loại. Nếu như không phải hắn đem Cửu U Ma Toan trấn áp tại nơi này, còn bày bố mượn nhờ Cửu U địa ngục những người khác lực lượng tới áp chế Cửu U Ma Toan, Tiêu Phàm cũng sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Nói đến cùng, tất cả những thứ này đều vẫn là cùng hắn có liên quan. Bất quá, Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng không có mừng rỡ bộ dáng, ngược lại nhíu mày. Cửu U Ma Chủ người này hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng thân làm cường giả, theo lý thuyết cũng không nên thống khoái như vậy nhận tung a. Khẳng định có âm mưu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ để cho chúng ta mau rời khỏi nơi này, đoán chừng là không muốn để cho chúng ta phát hiện hắn bí mật. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài Tiêu Phàm vẫn là nói, trước đó cha ta bọn họ đều được Cửu U Linh Thân, nhưng là vì ứng phó Cửu U Ma Toan, dẫn đến Cửu U Linh Thân bị hủy, người phải trả bọn họ một bộ Cửu U Linh Thân. Người nằm mơ a, Cửu U Linh Thân nhất định phải rút ra ta lực lượng mới có thể ngưng tụ mà thành, bằng không mà nói. Coi như ngưng tụ ra nhục thân, cũng không khả năng ở thái cổ thần giới sinh tồn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Cửu U Ma Toan cười lạnh, điều kiện này, Cửu U Ma Chủ lại làm sao có thể đáp ứng Tiêu Phàm đây? Có thể, nhưng mà, lời còn chưa dứt, Cửu U Ma Chủ thanh âm liền vang lên, Cửu U Ma Toan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, ngay sau đó trở thành hoảng sợ. Cửu U Lão Ma, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cửu U Ma Toan hoảng sợ kêu to. Thế nhưng là, Cửu U Ma Chủ căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, năm đạo bóng đen lập tức từ Cửu U Ma Toan trên người nổi lên, tại hư không nhanh chóng ngưng tụ thành năm cỗ Cửu U nhục thân. Chỉ một lát sau, năm cỗ Cửu U nhục thân liền bị Cửu U Ma Chủ ngưng tụ thành hình, mỗi một bộ khí tức trên thân đều không kém gì phía trước năm cỗ. Mà Cửu U Ma Toan khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng ngã xuống. Trực tiếp từ thượng phẩm nguyên tôn rơi vào hạ phẩm thánh tôn. Năm cái tiểu cảnh giới, vẻn vẹn ngưng tụ năm cỗ linh thân, Cửu U Ma Toan kém chút ngất đi. Tiêu Phàm cho Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông bọn họ một ánh mắt, năm người thân hình lóe lên, trong nháy mắt cùng một bộ Cửu U linh thân hòa làm một thể. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân bỏ qua Cửu U linh thân một khắc này, còn có cơ hội một lần nữa ngưng tụ Cửu U linh thân. Đa tạ tiền bối. Tiêu Trường Phong dẫn đầu hướng về phía Cửu U Ma Chủ hơi hơi thi lễ. Cha, không cần cảm ơn hắn, hắn phải. Tiêu Phàm cắt ngang Tiêu Trường Phong đám người nói, mấy người bất đắc dĩ cười một tiếng, thành thành thật thật đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối, Cửu U Ma Chủ thần sắc như thường, cũng không có nhìn nhiều Tiêu Trường Phong bọn họ một cái. Các ngươi có thể rời đi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Cửu U Ma Chủ ngâm khẽ một tiếng. Hư không đạo kia màn ánh sáng màu xám đột nhiên tiêu tán ra. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu trước tiên thôi động Cửu U Linh Thân, hư không vỡ ra một đường vết rách, hắn không chút do dự lách mình bước vào. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có đuổi theo Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu sợ chết cũng là nên, nơi này người,
hiện tại đều là Tiêu Phàm nhất phương, nếu như Tiêu Phàm muốn đối hắn làm khó dễ, hắn muốn chạy cũng khó khăn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục chém giết Sở Lăng Tiêu tâm tư, vừa rồi nếu không phải Sở Lăng Tiêu cống hiến ra cửu U Linh Thân, có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng Tiêu Trường Phong bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở cửu U Ma Toan trong tay. Hắn có thể không tin, cửu U Ma Chủ sẽ cứu Tiêu Trường Phong bọn họ, nếu như hắn cứu giúp, phía trước Thiên Diện Nhân Vương bọn họ cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm, cáo từ. Băng Thiền Công Chúa thở sâu, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, cũng xé mở hư không chuẩn bị đi. Băng Thiền tỷ tỷ, chờ ta một chút, cách đó không xa Như Hy thấy thế, thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng, cũng lách mình vọt vào. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, đã không kịp. Chớp mắt, Băng Thiền Cung Chủ mang theo Như Hy đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến Băng Thiền Cung Chủ thực lực, Tiêu Phàm lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, toàn trường cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Tiêu Trường Phong, Túy Ông, Lô Chiến, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa đám người. Mới vừa năm cỗ phân thân, xem như thay cửu U Ma Toan trả nợ, ngoài ra ta còn cần hai cỗ phân thân đền bù tổn thất, không cần thánh tôn cảnh cũng được. Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Hắn vừa rồi muốn năm cỗ linh thân, nguyên bản là cho Lô Chiến một bộ, không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, mà Lô Chiến lại không có tranh đoạt linh thân ý nghĩ. Tiêu Phàm biết rõ, nếu để cho Lô Chiến lấy được một bộ cửu U linh thân rời đi, hắn nhất định là sẽ không nguyện ý, muốn rời khỏi, hắn nhất định sẽ mang lên tô hỏa. Ta không phục, cửu U Ma Toan giống giận, không phải liền là ăn cửu U địa ngục mấy cái linh hồn sao, vì sao muốn đối với ta như vậy, 100 vạn năm trừng phạt, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cửu U Ma Chủ cũng không mở miệng nói chuyện, lần nữa lấy tay vung lên, cửu U Ma Toan khí tức trên thân lần nữa ngã xuống. Từ thánh tôn cảnh rơi vào bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toan nơi nào còn dám nói nhảm, chỉ có thể trừng mắt con người căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nó không phải cửu U Ma Chủ đối thủ, cũng không dám ghi hận cửu U Ma Chủ, chỉ có thể nghĩ đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Hư không lại ngưng tụ ra hai cỗ cửu U linh thân, chỉ là cái này hai cỗ cửu U linh thân, đều chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Lô Chiến cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn mới sẽ không để ý thánh đế cảnh vẫn là thánh tôn cảnh, chỉ cần có thể cùng tô hỏa cùng một chỗ là đủ rồi. Lô Chiến triệu hồi ra tô hỏa linh hồn chi thể, nhanh chóng sáp nhập vào bên trong cửu U linh thân. Đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Hổ Quỷ Vương ba người, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ. Về sau có cơ hội, sẽ giúp các ngươi rời đi giới này. Tiêu Phàm trong bóng tối cho ba người truyền cho nhau thanh âm. Nếu như lại rút ra cửu U Ma Toan lực lượng ngưng tụ phân thân, tối đa cũng chỉ là thánh đế cảnh mà thôi, đừng nói cửu U Ma Chủ không quá nguyện ý, chính là đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cũng chưa chắc nguyện ý luyện hóa. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía trời cao cửu U Ma Chủ nói, sự tình đã có một kết thúc, cửu U Sư Huynh, vậy chúng ta liền đi trước. Cửu U Sư Huynh, đám người nghe nói như thế, tất cả đều trợn to hai mắt, kinh ngạc tột đỉnh. Cái kia cửu U Ma Chủ chính là cửu U địa ngục chủ nhân, làm sao cũng là pháp tôn, thậm chí thiên tôn cấp bậc tồn tại a, nhưng hắn nhưng chỉ là Tiêu Phàm sư huynh. Há chẳng phải là nói rõ, ở Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Chủ trên đầu, còn có một cái sư tôn. Buồn bực nhất phải kể tới cửu U Ma Toan, khi hắn nghe được mấy chữ này thời điểm, thiếu chút nữa thì không phun ra một ngụm lão huyết hôn mê. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cửu U Ma Chủ đứng ở Tiêu Phàm một phương. Đây chính là người ta sư huynh, không giúp sư đệ của mình, chẳng lẽ giúp hắn sao? Cửu U Ma Chủ cũng không phản đối, hắn mặc dù không phải Bác lão đồ đệ, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là Bác lão hậu bối. Tất nhiên Tiêu Phàm là Bác lão đồ đệ, gọi là hắn một tiếng sư huynh cũng không có gì. Chờ một chút, làm Tiêu Trường Phong bọn họ chuẩn bị xé mở hư không rời đi thời khắc, Cửu U Ma Chủ đột nhiên lại gọi lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút dừng lại, ngay sau đó mặt nở nụ cười nói, không biết sư huynh có gì phân phó. Nếu như là Bác lão ở chỗ này, Tiêu Phàm mới không có thèm gọi cửu U Ma Chủ sư huynh, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Vạn nhất cửu U Ma Chủ muốn cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, chẳng lẽ về sau Bác lão thật đúng là sẽ cho hắn tìm lại mặt mũi. Lại nói, Tiêu Phàm cũng không phải loại này bản thân đánh không lại, sẽ khóc lấy hô trưởng bối người.
Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn giờ phút này mặt nở nụ cười, cửu ma chủ cũng không thể cho hắn một bàn tay a. À. Đem ma toàn cũng mang đi ra ngoài, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Cửu ma chủ thản nhiên nói. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, người nhà không phải đã bế quan hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sao, làm sao còn phải bế quan. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền hiểu cửu ma chủ ý tứ. Hắn đây là không muốn để cho cửu ma toan tiếp tục ở tại cửu địa ngục, để tránh ở hắn trong lúc bế quan, cửu ma toan đem cửu địa ngục đều làm hỏng. Cửu ma toan con hàng này, thế nhưng là chuyên môn thôn phệ linh hồn a. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Tiêu Phàm lộ ra thẹn thùng, nói, sư huynh, ngươi cũng biết, ta một khi rời đi cửu địa ngục, cũng chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, vạn nhất nó muốn tìm ta báo thù đây. Cửu ma toan mặt đầy oán hận trừng mắt Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là ước gì lưu tại cửu địa ngục. Dù sao lấy hắn thực lực đột phá thánh tôn cảnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, đến lúc đó có được thân thể hắn, muốn rời khỏi cửu địa ngục, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Cửu ma chủ trầm ngâm lúc này, một đôi ma chảo đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, chỉ thấy một vệt sáng trong nháy mắt chui vào cửu ma toan mi tâm. Giống cửu ma toan tức giận gào thét, có thể căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nó thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu dài hơn một trượng hắc sắc sư tử, hắn chân đạp mây đen, quanh thân ma khí lượn lờ, cũng là coi như bá khí. Lúc này, cửu ma chủ trong nháy mắt một điểm, một đạo hắc sắc lưu quang xuất vào Tiêu Phàm mi tâm. Ở ta xuất quan trong lúc đó, nó tạm thời đợi ở bên người ngươi. Nếu như cửu địa ngục xảy ra vấn đề gì, vì ngươi là hỏi. Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn cửu ma chủ lời nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, sư huynh, yên tâm đi, nó không nổi lên được cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cửu ma chủ vậy mà cho hắn một đạo khống chế cửu ma toan thủ ấn. Kể từ đó, bản thân chẳng phải là về sau có thể sai sử cửu ma toan. Cái này cùng bản thân thu phục cửu ma toan không có quá nhiều khác biệt a. À. Cửu ma toan mặc dù chỉ còn lại có bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, nhưng hắn là thực sự bán bộ thánh tôn cảnh a, không giống chính hắn, một khi rời đi cửu địa ngục, khả năng lại bị đánh về nguyên hình. Cút đi, cửu ma chủ cũng hơi không kiên nhẫn, phất tay, hư không một lỗ hổng khổng lồ xé mở, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, đem Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều nuốt vào. Dù cho thượng phẩm nguyên tôn Tiêu Phàm, cũng ngăn cản không nổi cỗ kia thôn phệ chi lực. Đang bị vòng xoáy cắn nuốt một sát na kia, tai của hắn bờ lại vang lên cửu ma chủ lời nói, tiểu tử, ngươi còn có chút cốt khí, không có sử dụng ta đưa cho ngươi bảo mệnh át chủ bài, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, bản thân tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn phát hiện, trên người mình cái viên kia khô lâu lệnh bài đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là bị cửu ma chủ thu về. Tiêu Phàm bĩu môi, cái này cửu ma chủ cũng quá hẹp hòi, cho ra đi đồ vật, còn có thể thu hồi hay sao? Hắn còn chuẩn bị dùng một mai này khô lâu lệnh bài, lợi dụng một chút u minh địa ngục đây. Hiện tại xem ra, bản thân sợ là uổng công vui vẻ một cuộc. Bất quá nghĩ đến bản thân chuyến này thu hoạch, Tiêu Phàm lại bình thường trở lại, linh hồn hắn chi thể bên trong ẩn chứa rồi rào năng lượng. Đoán chừng có thể trợ giúp hắn linh hồn đột phá chân chính thánh tôn cảnh. Thậm chí, nhục thân cũng có thể đột phá một hai cái cảnh giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không kiềm hãm được nở nụ cười, chỉ là vòng xoáy cỗ kia áp lực cũng từ từ lớn lên, hắn linh hồn chi thể ý thức chậm rãi mơ hồ. Vô tận thần phủ, lúc trước Tiêu Phàm độ thánh đế kiếp vị trí. Hô hô đại địa phía trên, đột nhiên toát ra cuồn cuộn ma khí. Một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, hù dọa bốn phía không ít tu sĩ. Nơi nào có dị động, nhanh đi bẩm báo phó phủ chủ. Có người lên tiếng kinh hô. Siêu siêu, mấy bóng người cấp tốc hướng về thông hướng vô tận thần phủ truyền tống trận đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Bất quá, còn có một vài người lưu lại, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy bên trong. Thật lâu, làm vòng xoáy ổn định lại thời khắc. Lần lượt từng bóng người từ vòng xoáy bên trong phun ra, rơi đập ở vòng xoáy bốn phía. Ngay sau đó, vòng xoáy chậm rãi biến mất, dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện,
mà trên mặt đất lại là xuất hiện tốt mấy bóng người. Ai, quên cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa bàn giao vài câu. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, hắn nguyên bản còn muốn để Hắc Hổ Quỷ Vương ba người hảo hảo kinh doanh Cửu U Địa Ngục, đến lúc đó đem Cửu U Địa Ngục bên trong sinh linh nghĩ biện pháp chuyển vào thế giới của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cửu U Ma Chủ vậy mà trực tiếp đuổi người, đem bọn hắn ném ra Cửu U Ma Cốc. Tiêu Phàm ý thức còn có chút mơ hồ, hắn xốc lên xiêm y của mình, lại là phát hiện ngực khô lâu hỏa diễm ấn ký cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, không gian ý thức bên trong linh hồn chi thể, lực lượng bỗng tăng vọt, tựa như xuyên phá tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng kinh hỉ, hắn cắn nuốt năm cỗ cửu u linh thân năng lượng phụng dưỡng, thực để hắn linh hồn lực lượng bước vào thánh tôn cảnh. Về sau nếu như gặp gỡ bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, hắn linh hồn lực lượng đều có thể triệt để nghiền ép đối phương, căn bản cũng không cần xuất thủ. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, linh hồn chi thể bên trong năng lượng ẩn chứa quá dồi dào, lấy về phần nhục thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Một cỗ bá đạo năng lượng từ Tiêu Phàm thể nội bộc phát ra, cuồng quyền Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch, trong đan điền ba cái nguyên tuyển cũng điên cuồng chuyển động lên. Đan điền bên trong nguyên lực cũng điên cuồng tăng vọt, vọt thẳng phá thánh đế cảnh tiền kỳ trói buộc, đạt đến thánh đế cảnh trung kỳ. Thánh đế cảnh trung kỳ, thật lâu, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thượng phẩm nguyên tôn năng lượng ngưng luyện nguyên lực, vậy mà vẻn vẹn nhường hắn đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chí ít cũng phải đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ đây. Ba cái nguyên tuyền, cố nhiên là ta nguyên lực kéo dài hơn. Có thể nghĩ muốn đột phá, cũng cần càng nhiều năng lượng. Tiêu Phàm đối với mình càng hiểu hơn thêm vài phần. Thánh đế cảnh trung kỳ liền thánh đế cảnh trung kỳ A, dù sao cũng so thánh đế cảnh tiền kỳ tốt. Cũng may hắn linh hồn chi thể đột phá đến thánh tôn cảnh, chỉ ít ở thánh tôn cảnh trước đó, hắn cảnh giới không có quá nhiều gông cùm xiềng xích. Tiêu Trường Phong, tùy ông đám người đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài. Thí thần cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, thí thần trên người năng lượng ba động, rõ ràng so Tiêu Phàm mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, quanh người hắn còn có khí số lưu chuyển, dung nhập nhục thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới bình ổn xuống tới, hắn chậm rãi đứng dậy, một lần này Cửu U Địa Ngục chuyến đi, coi như nhường hắn tương đối hài lòng. Phàm Nhi, lúc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên đi tới. Trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cha, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vô luận là đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, vẫn là phụ tử gặp lại, cũng là đại hỷ sự. Người đột phá thánh đế cảnh, sao lại không có tác dụng khí số thối thể? Tiêu Trường Phong hít sâu một cái nói. Khí số thối thể, Tiêu Phàm sững sờ, trong lúc nhất thời không minh bạch là có ý gì. Lúc này, Túy Ông cũng đi tới, lo lắng nói, đột phá thánh đế cảnh. Có thể dùng khí số thối thể, nhưng chúng ta vừa mới nhìn thấy người đột phá, trên người căn bản không có khí số lưu động. Dừng một chút, Túy Ông lại giải thích nói, thánh đế cảnh sở dĩ cùng đại đế cảnh khác biệt, một là thân thể thoát ly thế giới trói buộc, để thể nội thế giới trở thành một độc lập thể. Hai là khí số rèn luyện thân thể, để nhục thân đạt tới một loại cực hạn, thậm chí một quyền có thể đánh nát phổ thông đại thế giới, có thể so với đỉnh cấp thánh giai pháp bảo. Mà cái này cũng là ở vì đột phá thánh tôn cảnh làm chuẩn bị, đột phá thánh tôn cảnh, cần khí số nhập thể, rèn đúc vô thượng kim thân, đạt tới đỉnh phong, cơ hồ bất tử bất diệt. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, không phải hắn không có sử dụng khí số rèn luyện thân thể, mà là hắn căn bản cũng không có dư thừa khí số. Ở đại đế cảnh thời điểm, hắn nhất định phải dùng nhục thân gánh chịu thế giới, liền bắt đầu một mực dùng khí số rèn luyện thân thể. Bởi vì nhục thân cường độ không đủ, đột phá thời khắc cũng sẽ bị thế giới của mình nghiền nát. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết làm sao cùng Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông giải thích, hắn cũng không thể nói cho hai người, mình là thiên đố chi nhân, một mực đi một đầu người khác không có đi qua đường. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nói cha, lão sư, các ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta tương đối đặc thù. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông nhìn nhau. Hai người đều có thể nhìn ra đối phương phỏng đoán, chỉ là không có giải thích mà thôi. Vậy ngươi đột phá thánh tôn cảnh,
không cách nào rèn đúc vô thượng kim thân làm sao bây giờ? Tiêu Trường Phong lại nói. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp a. Tiêu Phàm thở dài. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhục thân của mình có thể so với thánh giai pháp bảo, không chỉ là hắn tu luyện tu la cửu biến nguyên nhân, còn có hắn để một mực để khí số rèn luyện thân thể nguyên nhân. Một bước này, người khác bình thường đều là ở thánh tôn cảnh mới đi làm, mà hắn Tiêu Phàm, lại ở đại đế cảnh liền bắt đầu làm. Nếu là bị người biết rõ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một vấn đề, bản thân bây giờ đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, có thể gánh chịu khí số khẳng định cũng càng nhiều, phải chăng có thể mượn dùng vô chủ khí số tiếp tục rèn luyện thân thể đây? Nếu là mình ở thánh đế cảnh tiếp tục dùng khí số rèn luyện thân thể, một khi đột phá thánh tôn cảnh, hắn vô thượng kim thân, tất nhiên so người khác cường đại không chỉ một hai cái cấp độ A. Quay đầu tìm cơ hội thử xem, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, nhìn thấy Tiêu Trường Phong còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi cha, mẹ cùng muội muội biết rõ ngươi trở về, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Tiêu Trường Phong cười gật đầu, nói ta cũng hơn mấy ngàn năm không thấy mẹ con các nàng. Cửu U địa ngục cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua là 101, Tiêu Trường Phong chết hơn 30 năm, đổi thành cửu U địa ngục thời gian, vậy thật là hơn 3.000 năm a. Đúng rồi, ta không biết rõ tiến vào cửu U địa ngục bao lâu thời gian. Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng. Lão Tam Tam ca, công tử, lúc này, từng đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu. Quan Tiểu Thất cùng Quân Nhược Hoan bọn họ bay vụt mà tới, đám người một trận chào hỏi. Nhìn thấy Tiêu Phàm sống sót xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn cũng tất cả đều rơi xuống. Huyết Vô Tuyệt ở nhìn thấy Túy Ông cùng Lô Chiến thời điểm, càng là toàn thân kích động run rẩy hết sức, trực tiếp ở Túy Ông trước người quỳ xuống. Thật lâu, đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt phát lạnh. Trầm giọng nói, ta ly khai bao lâu thời gian, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương người đâu. Ngày đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thúc giục cửu U địa ngục lối vào, đem hoang nguyên cực, hoang kiếm cùng cơ tuần thiên đều mang vào cửu U địa ngục. Cuối cùng hoang nguyên cực cùng hoang kiếm đều chết ở trong tay hắn, chỉ có cơ tuần thiên trốn được. Bất quá, cơ tuần thiên muốn từ cửu U địa ngục sống sót đi ra, hơn phân nửa cũng là không thể nào. 12 ngày không đến, Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích nói. 12 ngày sao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, may mắn bản thân trở về coi như kịp thời. Nguyên bản hắn làm tốt ở một trong vòng 2 năm một lần nữa trở lại thái cổ thần giới, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, hắn ở cửu U địa ngục, vẻn vẹn ngốc thời gian 3 năm mà thôi. Đổi thành thái cổ thần giới thời gian, hắn ở 12 ngày thời gian bên trong. Không khỏi đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ, còn lộ ra ba cái chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng Long Vũ ba người, đều là chân chính thánh tôn cảnh, dù chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng ở nhân tộc 3.000 vực, cơ hồ có thể đi ngang. Man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương, man hoang thần vệ cùng hoàng cực thần vệ, tạm thời đều bị chúng ta giết lùi, bất quá, theo chúng ta thu thập tình báo, hai đại cổ cương vô cùng có khả năng xuất động thúc lão. Nam Cung Tiêu Tiêu sát khí nặng nề nói, cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Vậy liền để bọn họ có đi mà không có về. Tiêu Phàm con người hung ác, hàn khí bắn ra bốn phía. Công tử, chúng ta vẫn cẩn thận chút, những đại gia tộc kia túc lão, đều là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Quân Nhược Hoan nhắc nhở. Không có thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hỏi. Ách, Quân Nhược Hoan sững sờ. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Bán bộ thánh tôn cảnh đều muốn cẩn thận đối đãi, cái kia chân chính thánh tôn cảnh, như thế nào vô tận thần phủ có thể địch? Có hay không? Tiêu Phàm lại hỏi. Hẳn không có, thánh tôn cảnh bình thường đều sẽ bị thiên hoang chiêu mộ. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Không có sao, Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn về phía Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong nói cha, lão sư. Ta thụ khi dễ, các ngươi làm trưởng bối, không ngại cho ta đi báo thù a. Tiêu Phàm ở Tu La truyền thừa bên trong gặp qua không ít thần thú đứng hàng trên bảng thần thú, trong đó có trong miệng hắn nói tới Cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan, thần thú bảng xếp hạng xếp thứ 8. Truyền văn, hắn giết không chết,
diệt không dứt, lại có một loại cực kỳ quỷ dị năng lực, về phần cụ thể là năng lực gì, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng lắm. Thượng cổ về sau, Cửu U Ma Toan liền biến mất ở thiên hạ, lại cũng không có người thấy qua. Có người từng nói, bậc này phách tuyệt thiên hạ hung vật, một khi xuất thế, liền sẽ tàn sát thiên hạ, biến mất trên trăm vạn năm, ngược lại là chuyện tốt. Tiêu Phàm cũng biết qua Cửu U Ma Toan một chút tập tính, truyền văn, Cửu U Ma Toan thích nhất thôn vệ mặt khác sinh linh linh hồn, hơn nữa hắn chuyên môn lấy thôn vệ linh hồn tới tu luyện. Cái này hoặc giả cũng là người người đều sợ hãi Cửu U Ma Toan nguyên nhân. Tiêu Phàm trước tiên liên tưởng đến Cửu U Ma Toan cái tên này, cũng là thần sắc hết sức ngưng trọng. Nhất là gia hỏa này trên người tán phát khí tức, tuyệt đối so với xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao hỗn độn nguyên thú lực lượng bị vô hạn rút ra, chỉ còn lại có thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cái này Cửu U Ma Toan, tuyệt đối không phải phổ thông thánh tôn cảnh. Chí ít cũng đạt tới nguyên tôn cảnh giới. Nơi này người, mạnh nhất cũng chính là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, khoảng cách nguyên tôn cũng không phải bình thường xa xôi. Nguy rồi, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Cửu U Ma Toan hư ảnh. Cửu U Ma Toan hư ảnh xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết, ngũ thải tế đàn phía dưới chân áp, tuyệt đối chính là Cửu U Ma Toan không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết Cửu U Ma Toan thực lực cụ thể làm sao. Nếu là thật bước vào nguyên tôn cảnh giới, vậy bọn hắn tất cả đều phải chết đường một đầu. Thì ra là thế, truyền văn Cửu U Ma Toan có được trở lại như cũ thần thông, những cái này Cửu U linh thân tất nhiên cũng là Cửu U Ma Toan lực lượng ngưng tụ mà thành. Lô Chiến hướng về xa xa cái bóng mờ kia, hít sâu một cái nói. Hắn không sợ trời không sợ đất, có thể cảm nhận được Cửu U Ma Toan khí tức trên thân, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Khi hắn nhìn thấy trong ngực Tô Họa linh hồn chi thể trôi nổi không biết lúc, trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như Cửu U Ma Toan hủy Tô Họa linh hồn chi thể, Lô Chiến tuyệt đối dám tìm Cửu U Ma Toan liều mạng. Lão sư, ta nhớ được Từ Vân Linh lão nhân chết rồi, người vẫn vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ người đã sớm đoán được loại tình huống này? Tiêu Phàm nhìn về phía một bên vẻ mặt nghiêm túc Túy Ông nói. Tuy ông cũng không quay đầu lại nhìn xem không chung, nói, sự tình so với ta tưởng tượng phải làm phiền rất nhiều. Vân Linh lão nhân không chết, Tiêu Phàm hỏi dò, thông qua luôn cảm giác Tuy ông biết rõ một ít gì. Tuy ông gật gật đầu, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi làm thế nào biết. Vân Linh lão nhân bảo là muốn giết Thiên, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền ở cố ý thăm dò đối phương thực lực, căn bản không có toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm nói đơn giản ra phỏng đoán của mình, nói, nếu như là ta khẳng định vừa bắt đầu liền sẽ liều mạng. Chỉ những thứ này, Túy ông hơi hơi ngoài ý muốn nói. Còn có một số, tỉ như, hắn vì sao muốn giết Thiên lại có chỗ tốt gì, chí ít ta không nhìn thấy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói chủ yếu nhất là, ta không có tận mắt thấy Vân Linh lão nhân bỏ mình. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên lại bổ sung một câu, có lẽ. Vân Linh lão nhân lại dùng cái chết của mình, cố ý giấu giếm một những thứ gì, hoặc có lẽ là nhường hắn bản thân rời khỏi trong cục, sau đó lấy được một vài thứ. Ba lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, theo tiếng vỗ tay nơi phát ra nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vân Linh lão nhân, những người khác cũng liếc mắt một cái liền nhận ra hắc bào lão giả, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bọn họ đều cho rằng Vân Linh lão nhân chết a, hiện tại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Tiểu Hữu quả nhiên là một diệu nhân. Vân Linh lão nhân hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, nói, không biết ngươi còn có thể hay không nói ra nhiều thứ hơn. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Vân Linh lão nhân, hắn luôn cảm giác trước mắt Vân Linh lão nhân có một số khác biệt, trầm giọng nói, ngươi bây giờ cho ta một loại rất tà ác khí tức. Nếu như quả thực là để cho ta đoán, vậy nghĩ đến thứ ngươi muốn đã được đến rồi a hát. Vì sao, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể đoán được sao? Vân Linh lão nhân cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm híp hai mắt, nói, bất quá chủ yếu nhất là, tế đàn này đột nhiên phá toái chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì từ trên người ngươi, ta cảm nhận được Cửu U Ma Toan khí tức. Mặt khác, Vân Linh lão nhân thực lực mặc dù không tệ,
có thể lại làm sao cũng chỉ là thượng phẩm thánh tôn mà thôi, lại ở đâu ra thánh tôn pháp chỉ đây? Đây chính là pháp tôn mới có thể thứ nắm giữ. Trước đó ngươi hiển lộ những vật kia, chẳng qua là nhằm vào cửu u địa ngục tu sĩ một trận âm mưu mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên dừng một chút, chỉ chốc lát sau, lúc này mới gần từng chữ một, không biết là tiếp tục xưng ngươi là Vân Linh lão nhân, vẫn là gọi ngươi cửu u ma toan đây. Tiêu Phàm lời nói có thể nói ngữ không kinh chết người không thôi, những người khác nghe nói như thế, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Linh lão nhân. Vân Linh lão nhân là cửu u ma toan. Đám người âm thầm lắc đầu, hai cái này căn bản liền không liên lạc được cùng một chỗ, lại thế nào là cùng một cái đây? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi có chỗ khác biệt. Lúc này, Vân Linh lão nhân đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới ngươi thật vẫn để cho ta thật bất ngờ, bằng vào những tin tức này, liền có thể đoán được ta thân phận. Ta còn thực sự không nỡ giết ngươi à, yên tâm, ngươi chưa chắc có thể giết chết được ta. Tiêu Phàm không lấy vì nói. A, Vân Linh lão nhân híp hai mắt. Ngươi đều không thể phá phong, bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, chúng ta nơi này chính là có nhiều người như vậy. Tiêu Phàm quét mọi người chung quanh một cái, nhún nhún vai nói. Đám người vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nha nhưng chớ đem chúng ta kéo xuống nước. Chẳng lẽ ngươi không biết, phía trước Vân Linh lão nhân đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là nhảy lên tới pháp tôn cảnh giới A. Bọn họ những người này mặc dù không ít, thánh tôn cảnh có chừng mười mấy, bán bộ thánh tôn cảnh không sai biệt lắm 60-70 cái, có thể Vân Linh lão nhân muốn giết bọn họ, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Huống chi, Vân Linh lão nhân vẫn là cửu u ma toan, muốn giết bọn họ, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức sự tình. Vân Linh lão nhân híp híp hai mắt, lúc trước hắn cảm thấy Tiêu Phàm có chút ý tứ, nhưng bây giờ lại phát hiện. Tiểu tử này có chút làm người ta ghét. Không sai, hắn giết không chết bọn ta. Lúc này, Túy ông cũng đột nhiên mở miệng, người cho rằng phong cấm mảnh không gian này, liền có thể trốn qua cửu u địa ngục quy tắc bắt sao. Gia Cát Thanh Huyền, thiên số chiếu cố người. Vân Linh lão nhân ánh mắt hiện ra hàn quang, trên người trán phóng sát khí như có như không, người rất sớm đã có thể đột phá thánh tôn cảnh, vì để cho ta xem nhẹ ngươi tồn tại, ẩn nhẫn đến mấy tháng trước mới đột phá. Ngươi cho rằng hữu dụng sao? Ta một người tự nhiên không cách nào là đối thủ của ngươi, có thể chúng ta bây giờ có 5 người. Túy ông không hề sợ hãi, tiến lên một bước nói. Nghe nói như thế, Vân Linh lão nhân cười, hắn ở Túy ông cùng Long Vũ trên người bọn họ từng cái đảo qua, nhếch miệng cười nói thật sự có 5 người sao? Ý tứ gì? Túy ông nheo mắt, ánh mắt ở thần phong minh vương bọn người trên thân liếc nhìn lên. Cuối cùng lại là rơi vào băng thiền cung chủ phía trên. Băng thiền cung chủ không biết vì sao, những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Gia Cát Thanh Huyền, mặc dù ta không biết rõ ngươi là làm sao đoán được ta thân phận, nhưng là, ngươi theo ta tính toán, lại là non một chút. Vân Linh lão nhân cười lạnh nói. Túy ông sắc mặt khó coi, còn ngươi ở mặt khác bốn cái lấy được cửu u linh thân nhân thân bên trên quét mắt, nói, rốt cuộc là ai? Lão sư, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm bị Túy ông thần sắc làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Hay là ta tới nói a? Vân Linh lão nhân vẻ mặt đắc ý dáng vẻ, nói, sự tình đây, còn phải từ cửu U Ma Cốc nói lên, năm đó cửu U Ma chủ vì trấn áp ta, bố trí cái này cửu U Ma Cốc. Có lẽ là Vân Linh lão nhân nhìn Tiêu Phàm coi như thuận mắt, vậy mà chủ động giải thích. Tiêu Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Những thứ kia, dĩ nhiên là cửu U Ma chủ bố trí. Ở mấy chục trên trăm vạn năm phía trước, thời gian quá dài, dài đến cửu U Ma toàn bản thân đều quên thời gian cụ thể, hắn bị trấn áp ở đây về sau, mỗi qua 10 vạn năm, ngũ thải tế đàn liền sẽ rút ra hắn lực lượng, ngừng tụ ra 5 cỗ cửu U linh thân. Nói đến đây, cửu U Ma toàn lộ ra vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, nếu như không phải là bị rút lấy dài như vậy tuế nguyệt lực lượng, bản tôn há lại sẽ chỉ còn lại có hiện tại tu vi cùng thực lực. Tiêu Phàm không nói, tiếp tục nghe cửu U Ma Toan nói tới. Cửu U Ma Toan cũng không biết cửu U Ma chủ bố trí trận pháp này mục đích ở đâu, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản vì trấn áp hắn. Mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ có 5 cái thánh tôn cảnh cường giả sinh ra, rời đi cửu U địa ngục, tiến vào thái cổ thần giới, đây cũng là ở cho thái cổ thần giới chuyển vận cao cấp lực lượng.
Thế nhưng là, cửu U Ma Toàn tự nhiên 10 điểm không cam lòng, hắn nghĩ hết biện pháp, ngưng tụ ra một bộ linh hồn phân thân, cũng ngay tại lúc này Vân Linh Lão Nhân. Vân Linh Lão Nhân rất nhiều lần xâm nhập cửu U Ma Cốc, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện lấy được một bộ cửu U Linh Thân, nhưng hắn một lần lại một lần từ bỏ. Bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải là rời đi cửu U Địa Ngục, mà là cứu ra bị trấn áp ở bên dưới phương cửu U Ma Toàn bản tôn. Nghe đến đây, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch địa ngục chi chủ nói với hắn mà nói, Vân Linh Lão Nhân có mục đích không thể cho người biết cùng cực lớn dã tâm, nhưng hắn không nên tùy tiện tới gần. Trước đó Tiêu Phàm chỉ là bản năng đối Vân Linh Lão Nhân kính sợ tránh xa, bây giờ nghĩ lại, lựa chọn của hắn là chính xác. Tiêu Phàm không cắt đứt Vân Linh Lão Nhân lời nói, tiếp tục nghe hắn nói. Cho tới nay, bản tôn đều đang chờ 5 người. Vân Linh Lão Nhân ung dung mở miệng, ánh mắt rơi vào Túy Ông cùng Thần Phong Minh Vương trên người bọn họ, lại nói, 5 cái bị thiên số chiếu cố người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi dung hợp cửu U Linh Thân, liền sẽ rút ra ngũ thải tế đàn phong ấn lực lượng, mới có thể để cho ta phá phong mà ra. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói không là 5 người? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Bởi vì nếu là 5 cái thiên số chiếu cố người đồng thời xuất hiện, cái kia phong ấn chi lực liền sẽ xuất hiện ở bọn hắn trên người, bọn họ 5 người đồng thời xuất thủ, phong ấn chi lực không kém gì tế đàn. Vân Linh Lão Nhân cười híp mắt nói, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Tiêu Phàm nhíu mày, nói như vậy, Túy Ông một mực đều biết mình là thiên số chiếu cố người, mà những người khác lại không nhất định rõ ràng. Khó trách Túy Ông trước đó một mực lo lắng như vậy. Bởi vì hắn đã sớm biết chức trách của mình, thậm chí đã đoán được Vân Linh Lão Nhân thân phận, cho nên hắn mới phong ấn bản thân, để cho mình không muốn tham dự cuộc phân tranh này. Hiện tại Túy Ông, Thần Phong Minh Vương, Long Vũ, Băng Thiền Cung Chủ cùng Sở Lăng Tiêu, bọn họ cái này trong 5 người, khẳng định có một người không có tiếp xúc đến thiên số, hoặc có lẽ là, hắn không phải thiên số chiếu cố người. Kể từ đó, người kia liền không có đạt được tế đàn phong ấn chi lực. Bọn họ 5 người muốn phong ấn cửu U Ma Toan, thì càng khó. Đây cũng là Vân Linh Lão Nhân vừa bắt đầu tính toán, hắn tình nguyện cái kia một phần phong ấn chi lực lưu tại trong tế đàn, cũng không muốn bị người lấy được. Không đúng, nếu như chiếu ngươi như vậy ngươi không cần thiết phong cấm không gian, bọn họ nếu là có người rời đi cửu U Địa Ngục, coi như chiếm được phong ấn chi lực, cũng không làm gì được ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Xem ra ngươi cũng không hề tưởng tượng thông minh. Vân Linh Lão Nhân quan sát Tiêu Phàm, lộ ra một bộ ngoạn vị bộ dáng. Không đúng, từ lão sư lấy được cửu U Linh Thân về sau, mảnh không gian này liền bị phong cấm. Tiêu Phàm hoảng hốt tới. Vân Linh Lão Nhân không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà phản ứng nhanh như vậy, không khỏi lại xem trọng hắn một cái, nói thông minh như vậy người, nếu là chết ở chỗ này, vậy quá đáng tiếc. Tiêu Phàm bất động sinh tử. Tiếp tục hỏi, vậy trước kia ngươi vì sao muốn giả chết, lấy ngươi thực lực, để người nào đến cửu U Linh Thân, còn không phải ngươi một câu nói ý tứ. Giả chết, Vân Linh Lão Nhân cực kỳ khinh thường, nói, nếu như không trọng thương giới này chi thiên, bản tôn có thể ở trong này động tay chân sao? Tiêu Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nghe Vân Linh Lão Nhân ý tứ, lúc trước hắn cùng giới này thiên nhất chiến không phải giả, mà là thực. Hơn nữa. Hắn thật vẫn đã thương nặng cái kia khô lâu ma ảnh. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn về phía Vân Linh Lão Nhân ánh mắt biến rồi lại biến. Lão già này, thực lực cường đại không nói, đâu còn biến thái như vậy, muốn giết hắn, sợ không phải bình thường gian nan. Ta nhớ được đã từng cũng có chạm đến thiên số tồn tại, vì sao ngươi năm đó không lợi dụng bọn họ? Tiêu Phàm lại hỏi, chuyện này hắn nghe Túy Ông nói qua. Cửu U Địa Ngục mỗi qua một đoạn thời gian. Liền sẽ có người chạm đến thiên số, đột phá thánh tôn cảnh, sau đó chiếm lấy mặt khác 5 đại thế lực chi chủ. Nếu như dựa theo Vân Linh Lão Nhân ý tứ, hắn đã sớm có thể phá phong mà ra. Không đúng, là bởi vì ngươi lúc trước còn không có đầy đủ thực lực đến trọng thương giới này thiên, cho nên không cách nào ở phong ấn bên trên động tay chân, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết những người đó, hơn nữa ngươi còn làm được. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong đầu của hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nói thế nhưng là, nếu như dựa theo lời ngươi nói, những người này lấy được cửu U Linh Thân, liền sẽ cướp đi phong ấn lực lượng,
vậy thì thật là tốt giúp người phá khai phòng ấn mới đúng a. Nhưng người giết bọn hắn, bởi như vậy, nếu ta đoán không lầm, mỗi một thời đại 5 cái thiên số chiếu cố người, tại đoạt đi cũ phòng ấn lực lượng đồng thời, cũng sẽ ra chỉ mới phòng ấn lực lượng a. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Linh lão nhân càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên, những cái này đều bị Tiêu Phàm đã đoán đúng. Đây cũng là hắn nhất định phải giết chết những người kia, cũng không thể để bọn họ 5 người đồng thời cướp đi phòng ấn lực lượng nguyên nhân. Bởi vì 5 người một khi đồng thời cướp đi, bọn họ lại sẽ đồng thời ra chỉ mới phong ấn lực lượng, hắn bản tôn phá phong mà ra, lại càng buồn ngủ khó. Ngươi xác thực rất thông minh, Vân Linh lão nhân mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Ngay sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt tự tin bộ dáng, nói, đáng tiếc ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, thế hệ này 5 cái thiên số chiếu cố người, chỉ có 4 người chiếm được cửu u linh thân, phong ấn này, bản tôn rất nhanh liền có thể phá ra. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, thế hệ này 5 cái thiên số chiếu cố người, không phải bọn họ 5 người sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói. Vân Linh lão nhân lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chỉ chốc lát sau, đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, ngươi không cần hù ta, trên người ngươi có một cỗ thiên số chi khí, ngươi mới là chạm đến thiên số người thứ 5. Nếu như Tiêu Phàm là người thứ 5, cái kia túy ông bọn họ trong 5 người, khẳng định có một người không phải 5 người một trong. Bất quá, Tiêu Phàm lại hết sức chắc chắn, hắn thật không phải là giới này thiên chiếu cố. Nếu như quả thực là muốn nói trên người hắn có một cỗ thiên số chi khí, vậy cũng không sai, ứng vì hắn đã từng cùng cửu U Ma Chủ tiếp xúc qua, trên người hẳn là còn sót lại cửu U Ma Chủ khí tức. Mà cửu U Ma Chủ, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn liền là cửu U Địa Ngục Thiên, Vân Linh lão nhân cho là như thế, vậy cũng không sai. Tạm thời không nói 5 người kia sự tình, ngươi cứ như vậy chắc chắn, giới này chi thiên bị ngươi đả thương nặng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Trước đó hắn cho rằng giới này thiên chính là cửu U Ma Chủ, dù sao cửu U Địa Ngục chính là cửu U Ma Chủ sáng tạo. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Vân Linh lão nhân bọn họ trong miệng thiên, cũng không phải là một cái quất hướng xưng hô, mà là chân thật vật chất tồn tại. Tiêu Phàm nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ trừ bỏ cửu U Ma Chủ bên ngoài, còn có ai có thể chúa tể cửu U Địa Ngục sinh linh hay sao? Hẳn không phải là Địa Ngục Chi Chủ. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, trước đó hắn tiếp xúc qua Địa Ngục Chi Chủ, cùng lúc trước thấy qua cái kia khô lâu ma ảnh hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Địa Ngục Chi Chủ là có cảm tình, mà hắn thấy qua khô lâu ma ảnh, Tiêu Phàm không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì tình cảm, có chỉ là vô tình cùng lạnh lùng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Linh lão nhân càng ngày càng không tự tin, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm biết rõ một ít gì. Tiểu tử, người không cần hù ta, người đối với mấy cái này vừa mới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như những lời này từ Gia Cát Thanh Huyền trong miệng nói ra được, có lẽ thật vẫn hù dọa ta. Vân Linh lão nhân cực kỳ khinh thường. Tiêu Phàm không để ý đến Vân Linh lão nhân, mà là cho túy ông bọn họ 5 người truyền âm nói, lão sư, lão già này đang kéo dài thời gian, chờ chút ta ngăn chặn hắn, các ngươi cùng một chỗ giết hắn. Túy ông biểu hiện thần sắc trên mặt không động, trong lòng lại là hơi hơi kinh dị, thâm trầm con ngươi lần nữa nhìn về phía ngũ thải tế đàn. Giờ phút này, ngũ thải tế đàn hoàn toàn bị ma khí bao phủ, người bình thường mắt thường đã không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, nhưng túy ông bọn họ đều có thể nhìn thấy. Ngũ thải tế đài trong khe hở, có một loại huyền diệu phong ấn lực lượng. Thần Phong Minh Vương, Long Vũ cùng Băng Thiền Cung chủ 3 người âm thầm gật đầu, xem như đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu. Bất quá, Sở Lăng Tiêu lại là trầm mặc không nói, đứng ở cái kia ánh mắt lấp lóe, không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Sở Lăng Tiêu thái độ, Vân Linh lão nhân, không, chuẩn xác mà nói là cửu U Ma Toan, một đạo phá phong mà ra. Bọn họ những người này tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Trước kia Vân Linh lão nhân hiền lành hòa ái, cũng chỉ là giả vờ, chỉ vì mượn nhờ những người khác lực lượng giúp hắn phá khai phong ấn. Đây cũng là Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ phản cảm hắn nguyên nhân, mà bây giờ, Vân Linh lão nhân đã không cần thiết giả bộ nữa. Hắn bị phong ấn vô số vạn năm cỗ kia lệ khí, tuyệt đối sẽ phát tiết ở tại bọn hắn những người này trên thân. Đến lúc đó, chết có lẽ cũng không phải là bọn họ những người này. Thậm chí,
liền cửu u địa ngục toàn bộ sinh linh đều phải hủy diệt. Tiêu Phàm không biết cửu u ma chủ có thể hay không cảm ứng tới đây tất cả, hơn nữa hắn cũng không quen nhìn cửu u ma chủ, thế nhưng là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem cửu u ma toàn hủy đi hắn thế giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, từng bước một hướng về Vân Linh lão nhân đi đến. Vân Linh lão nhân thấy thế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hốt hoảng, bất quá mặt ngoài lại là cười lạnh không thôi, nói tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn ta hay sao? Ngươi sợ, Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về Vân Linh lão nhân, tất cả về hắn cảm xúc hắn đều rõ ràng bắt được. Vừa rồi một sát na kia, Vân Linh lão nhân rõ ràng là khẩn trương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, lần trước giết thần thú bảng xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú. Không biết lần này giết bài danh đệ bát cửu u ma toan là cảm giác gì. Nói xong, Tiêu Phàm thao túng thái cổ phân thân bỗng nhiên liền xông ra ngoài, khí tức kinh khủng ở trên người hắn nở rộ, vô tận chi nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, hung hăng chém tới. Muốn chết, Vân Linh lão nhân sắc mặt hung ác, nơi nào còn có phía trước hiền lành, hoàn toàn biến thành ác độc cùng âm tàn. Chỉ thấy quanh người hắn toát ra cuồn cuộn ma khí, giống như một tôn cái thế thần ma. Dò ra một cái ma trưởng đánh phía Tiêu Phàm. Phốc suy một tiếng giòn vang, cái kia ma trưởng bỗng nhiên bị Tiêu Phàm đao khí chém ra, đao cương càng là bay thẳng cổ của hắn đi. Miệng cọp gan thỏ, quá yếu. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường. Sau một khắc, Vân Linh lão nhân thân thể bị đao cương một phân thành hai, tiếp theo hóa thành cuồn cuộn ma khí tại hư không cuồn cuộn không ngừng. Bất quá chỉ một lát sau, Vân Linh lão nhân thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình, bất quá một lần này, hắn không còn là Vân Linh lão nhân bộ dáng, mà là biến thành một đầu cao lớn mười mấy trượng hắc sắc ma sư. Ma sư miệng phun răng nanh, một đôi con ngươi đen nhánh giống như đến từ cửu u, lạnh lẽo hết sức, vô tận ma khí ngưng tụ thành từng mảnh khôi giáp màu đen bao trùm toàn thân. Vẻn vẹn khí thế, liền ép tới ở đây bán bộ thánh tôn cảnh không ngẩng đầu lên được. Quá yếu. Đám người liên tưởng đến Tiêu Phàm lời nói mới rồi, như thế cuồng bạo khí thế, chí ít cũng là thượng phẩm thánh tôn, còn yếu sao? Đối với bán bộ thánh tôn cảnh mà nói, bậc này khí thế, xác thực rất cường đại. Nhưng là, hắn cùng lúc trước pháp tôn cảnh khí tức so sánh, thực quá yếu. Chí ít, hiện tại những người này, còn có cùng hắn liều mạng khả năng. Danh con, ta muốn giết ngươi. Cửu U Ma Toan nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên to lớn ma chảo hung hăng giận đập mà xuống, hư không đều phát ra trận trận tiếng xé gió. Tiêu Phàm chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, nhanh chóng du tẩu hư không, tốc độ của hắn vốn liền không thể so phổ thông thánh tôn yếu, thậm chí không kém gì trung phẩm thánh tôn, ở đâu là cửu u ma toan dễ dàng như vậy đụng phải. Chỉ thấy hắn theo cửu u ma toan ma chảo, nhanh chóng hướng về cửu u ma toan đầu tới gần. Thân hình so với cửu u ma toan mà nói, cực kỳ nhỏ bé, vừa vặn bên trên nở rộ khí thế cũng vô cùng đáng sợ, nhất là cỗ kia ngoan kính, liền cửu u ma toan đều có chút lòng còn sợ hãi. Mắt thấy Tiêu Phàm thân hình càng ngày càng gần, cửu u ma toan con ngươi rung động, một cái khác ma chảo gào thét mà ra, hiển nhiên, hắn cũng thật sự nổi giận. Hô hô, cũng đúng lúc này, bốn bóng người động, từ bốn phương tám hướng công kích cửu u ma toan lập tức rất cảm thấy áp lực. Thân thể đều run rẩy kịch liệt lên. Một bầy kiến hôi, các ngươi đều phải chết. Cửu U Ma Toan hét giận dữ, trên người nó ma khí trở nên hết sức bắt đầu cuồng bạo. Xuất thủ không phải người khác, chính là Túy Ông, Thần Phong Minh Vương, Long Vũ cùng Băng Thiền Cung Chủ, bốn người công kích hóa thành một màn ánh sáng, gắt gao áp chế cửu U Ma Toan. Chỉ có Sở Lăng Tiêu đứng ở đó, biểu tình vẻ kinh ngạc. Sở Lăng Tiêu, người còn lo lắng cái gì? Người không giết hắn, chết chính là chúng ta. Tiêu Phàm thấy thế, một bên tới gần cửu U Ma Toan đầu, một bên hét giận dữ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 178.